Giấc Nhàn cùng đại chúng có mặt ở tại Viện Chiên Tu. Giờ đây chuẩn bị làm cái lễ phóng sanh. Trước khi làm lễ phóng sanh thì Giấc Nhàn có đôi lời để sách tấn đại chúng hiện diện cũng như là tất cả những người sau khi làm xong cái video này chúng ta xem và áp dụng thực hành lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Sau khi Giác Nhàn nói xong thì Thầy Nhân Minh sẽ đọc đến cái thi kệ tốt yếu về giới sát của Tổ sư Ấn Quang, tức là ngày trích ra những cái tinh yếu ở trong văn sao làm thành cái thi kệ rất là hay. Và Thầy sẽ đọc một số những cái lời khai thị của Ấn Tổ về niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi và kiên giết phóng sanh ăn chay. Vậy cho nên đây cũng là một cái buổi nói chuyện. Thưa đại chúng, hiện tại bây giờ đó thì cái sát kiếp nó đang diễn biến đe dọa tánh mạng con người. Thì cái sát kiếp nó đang lưu hành. Thì cái sát kiếp này trong văn sao Ấn Tổ nói đó là lũ lụt, hạn hán, động đất, bão lửa, sâu rầy và nhất là dịch bệnh Corona đang bùng phát và một số các nước trên thế giới, và dạo gần lại đây lần thứ tư nước Việt Nam mình đang bùng phát quá mạnh. Thì đây là một loại sát kiếp mà muốn cho sát kiếp này nó lắng dịu xuống á, và nó mau nhanh trừ diệt đi đó, thì Tổ sư Ấn Quang cũng như trong kinh Phật nói là phải tiêu trừ sát nghiệp. Sát nghiệp tức là sát sanh, giết tất cả các loài chúng sanh. Tuy rằng hàng ngày mình không giết, nhưng mà mình ăn thịt chúng sanh cũng là cộng nghiệp của sát nghiệp. Thì như vậy, cái việc mà sát kiếp nó đang lưu hành, nhất là dịch bệnh mà nó làm cho bao nhiêu con người chết, bao nhiêu triệu con người chết và kinh tế được bị thiệt hại quá lớn đối với toàn cầu. Thì nhiều người không hiểu lý do gì cái dịch bệnh này nó bùng phát. Cái việc mà ở Vũ Hán, ở tại nơi Trung Quốc ở bên Vũ Hán, nó có những cái con virus corona từ những con dơi mà sanh ra đó, thì cái đó chỉ là một cái nguyên nhân của hiện tại, nhưng không nhìn thấy sâu xa của cái nguyên nhân mà con người mình trong đời này và đời trước đã tạo ra sát sanh. Cái đó là chính. Mình cứ nghĩ rằng nó may rủi nó xảy ra, hay là đến lúc trời ổng diệt mình, ổng hại mình, chứ không có nghĩ ra rằng là do con người của mình tạo ra cái sự sát sanh, ăn thịt chúng sanh, giết chóc lẫn nhau mà nó sanh ra cái nông nổi như bây giờ là dịch bệnh đang diễn biến. Cái chỗ này đại chúng nên lắng nghe chiêm nghiệm, nó sâu sắc lắm. Nếu mà chúng tôi không đọc trong văn sao thì cũng không biết cái nguyên nhân gì mà dịch bệnh nó xảy ra, rồi hạn hán lũ lụt, rồi sâu rầy, động đất, rồi bão lửa, cũng không có hiểu nguyên nhân đó. Bởi vì mình là kẻ phàm phu á, cho nên thấy cái quả nó trổ mà không biết cái nhân. Để chúng chiêm nghiệm nha. Nhưng mà lời Tổ thì nói rất là chính xác. Lời Phật nói rất là chính xác. Do nguyên nhân của sát nghiệp tạo ra trong quá khứ và hiện tại, giết tất cả các loại chúng sanh mà nó sanh ra cái nông nổi, cái báo oán nó như vậy. Đối với bọn phàm phu chúng ta thì không nhìn nhận ra nổi. Nhưng mà các vị Phật Bồ Tát cũng như Ấn Tổ là cổ Phật và Đại Thế Chí Bồ Tát quá thân á, thì Ngài nhìn nhận ra ngay, Ngài biết. Muốn tiêu trừ sát kiếp
là dịch bệnh, lũ lụt, hạn hán vân vân, thì phải trước tiêu trừ cái sát nghiệp. Mà cái sát nghiệp của quá khứ và hiện tại nó cảm vời nơi cái quả báo của dịch bệnh. Mà cái quả báo đã xuất hiện rồi thì khó chữa lắm. Thọ mạng người nào ngắn, sát nghiệp dày và kháng thể yếu, tụ chung là sát nghiệp nặng, thì dịch bệnh nó tấn công, nó mang đi trước, nó lượm trước. Còn người nào mà sát nghiệp nhẹ, thiện nghiệp sâu dày, thì người này chưa ra đi, bởi vì nhờ cái phước báu nó bảo bọc cái thọ mạng và cái con người đó còn sống được. Cho nên một số người dịch bệnh mà có số người chết, có người số người hết bệnh, có số người không bị bệnh dịch, không bị nhiễm, nó có nguyên nhân của nó đó. Thì bây giờ Tổ sư Ấn Quang nói muốn tiêu trừ cái sát nghiệp này thì phải dùng cái biệt nghiệp của thiện nghiệp để mà chuyển hóa cái sát nghiệp này. Thiện nghiệp của biệt nghiệp là gì? Ăn chay, kiêng giết, phóng sanh. Thiện nghiệp của biệt nghiệp tự lực. Đơn giản đúng không? Đơn giản thôi mà hiệu quả, cực kỳ hiệu quả. Nếu nhà người nào thực sự là trên lò, trên bếp không có rang chiên nấu thịt chúng sanh, ăn chay trường, phóng sanh, thì nhà người này chúng tôi dám bảo đảm là không nhiễm dịch bệnh, mà dẫu cho nhiễm đi nữa thì nó sẽ nhanh chóng trôi qua. Trong văn sao Ấn Tổ nói những người ăn chay khi dịch bệnh lưu hành là không bị nhiễm phải mà. Tin như vậy đi. Bữa chúng tôi kể câu chuyện là cái hai anh tài xế, một anh không ăn chay, anh tài xế phụ xuống bước 15 phút là nhiễm liền với cái người đó dịch Covid, SARS-CoV-2. Còn anh tài xế chính là ngồi chung luôn suốt trên một cái chuyến từ trong Nam ra tới ngoài Bắc, thế mà vẫn không bị nhiễm. Ngồi chung với nhau, ăn chung với nhau, ở chung một xe luôn mà người này nhiễm. Đáng lẽ nó phải lây qua không khí, nói chuyện chung với nhau trong một cái binh xe mà làm sao không nhiễm. Thế mà cái anh tài xế chính không nhiễm. Do gì? Anh ăn chay trường. Gia đình của anh này là có trì chú đại bi niệm Phật. Cho nên Ấn Tổ nói thêm nữa là dùng cái biệt nghiệp để chuyển cái cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp là sát nghiệp, là chúng sanh đang thọ lãnh bây giờ đây là dịch bệnh đó. Thì cái cộng nghiệp của thiện nghiệp tự lực là kiên giết, phóng sanh, ăn chay. Hôm nay mình làm lễ phóng sanh này. Mọi người khi chút nữa phát trực tiếp lên, quý vị xem cái lễ này xong rồi đó, thì không phải là hết, mà sẽ có một cái đoạn chúng tôi nói đây ra là sẽ chắc lọc lại và dựng thành một cái phim quý vị xem lại. Những cái đoạn này mới là cái vấn đề nó đặc biệt. Thì Ấn Tổ nói đơn giản thôi, muốn chuyển dịch bệnh này thì đơn giản thôi, yêu cầu mọi người ăn chay, kiêng giết, phóng sanh. Đó là thiện nghiệp của biệt nghiệp tự lực. Dùng danh từ đủ là như vậy. Thiện nghiệp của biệt nghiệp tự lực có thể chuyển được cái cộng nghiệp của sát nghiệp. Từ này rất hay. Và thêm cái thiện nghiệp của biệt nghiệp tự lực và tha lực, đó là niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú đại bi, tụng kinh, phổ môn, kinh Di Đà. Thì trong nhà người này khi niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, tụng kinh, thì trong nhà người này đó là được cái Phật quang gia bị, ánh quang minh của Phật gia trì, thì cái sát khí và tà khí của dịch bệnh tiêu bắt. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Thiện nghiệp của biệt nghiệp tự lực là ăn chay, phóng sanh, kiên giết, làm lành. Nhà người này tích thiện thì điều vui có thừa. Không bao giờ có cái chuyện mà chết bất đắc kỳ tử, dịch bệnh, hoặc chết một cách coi như là lửa nước đạn bom, on da đối đầu để mà chết. Không bao giờ bị. Mà cộng thêm mà họ tin được cái biệt nghiệp của thiện nghiệp tự lực và tha lực. Tự lực là mình nỗ lực, mình niệm vãng đức hồng danh Nam Mô Di Đà Phật. Tự lực là mình nỗ lực, mình niệm cái vãng đức hồng danh của Bồ Tát Quán Thế Âm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, và trì cái quả giác của Bồ Tát Thiên Thủ đó, hóa thân của Bồ Tát Quan Âm đó, là thần chú đại bi. Thì trong nhà người này phải tích chứa được cái ánh quang minh của Phật và tích chứa được cái thanh tịnh. Thì cái chánh khí ở trong nhà người này có, thì tà khí là dịch bệnh không bao giờ xâm nhập được. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Hôm nay chúng tôi khai triển hai cái vấn đề, đó là biệt nghiệp của thiện nghiệp tự lực chuyển được sát nghiệp.
Mà nếu người này mà tin được cái thiện nghiệp của biệt nghiệp tự lực và tha lực, niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, tụng kinh nữa, thì nhà người này an lành vô cùng, cực kỳ an lành luôn. Dẫu người bệnh ngồi bên cạnh cũng không nhiễm. Đó cái việc, cái câu chuyện của anh tài xế mà chúng tôi kể mà hôm trước cái cô Phật tử ở ngoài Nam Định có kể cho chúng tôi, mà chúng tôi có nói trong những cái buổi giảng trước đó. Thì bây giờ mình làm sao về cái việc mà thiện nghiệp của biệt nghiệp mình chuyển được cái cộng nghiệp, trước là trong gia đình của mình, trước nữa là bản thân mình, rồi đến gia đình của mình, rồi một cái xóm làng đó. Thì bây giờ mình phải tin tưởng khi người này ăn chay. Mình phát tâm hôm nay thì gia đình của mình chưa biết ăn chay đúng không? Thì thôi giờ mình ăn chay 1 tháng 10 ngày đi. Nếu mà gia đình nào mà căn lành sâu dày nữa đó, thì họ chuyển qua ăn chay trường luôn. Họ biết cái việc mà mình sát sanh đó là một cái nghiệp báo mà nó chiêu cảm cái virus này đến, và chiêu cảm những cái điều họa nó đến với mình. Thì bây giờ mình phát tâm ăn chay. Ăn chay trường trong những cái lúc dịch bệnh này. Rồi khi mà mình ăn chay á, nó có một cái đặc biệt, đó là cái kháng thể trong cơ thể của mình nó tăng lên. Mà ăn cho nó có chất dinh dưỡng một chút. Chứ nhiều người ăn chay thời gian ốm o gầy mòn, toàn là xì dầu kho quẹt không, 3 cọng lô lan chấm sơ sơ, không có đủ chất dinh dưỡng. Rồi cuối cùng suy dinh dưỡng. Rồi nói ăn chay vô ích, không có chất bổ, ăn thịt giàu chất bổ. Vì vậy cho nên mình phải ăn cho nó khoa học một chút, cho nó có chất dinh dưỡng. Chúng tôi dám chắc rằng một số người ít có quan tâm đến cái chuyện này. Thấy ăn chay quá đơn giản, niệm Phật đơn giản phải không? Thế mà là biệt nghiệp để chuyển được sát nghiệp đó, cực kỳ quan trọng. Vậy cho nên thành ra mỗi chủ nhật vào lúc 9 giờ rưỡi thì Giác Nhàn sẽ có một cái buổi nói chuyện tùy theo cái sức khỏe mà nói nhiều hay ít, trong vòng 45 phút trở lại thôi. Rồi sau khi đó thầy Nhuận Minh sẽ đọc những cái lời khai thị của Ấn Tổ đầy đủ hết ở trong đó, những cái việc mà niệm Phật phải làm sao, niệm Quan Âm như thế nào, trì đại bi, phóng sanh làm sao, cũng như thi kệ tất yếu này đầy đủ hết trong đó, thì Giác Nhàn cũng không có nói nhiều. Thì bây giờ điểm xuyến qua một vài việc là cái thời khóa tu ở tại Viện Chuyên Tu cũng như Chùa Quan Âm, và một số quý Phật tử theo dõi trực tiếp trên cái online mà mỗi sáng tối đó, cũng như một số những người mà họ cũng tu theo cái pháp môn niệm Phật của Tổ sư Ấn Quang và Giác Nhàn đề xướng đó. Thì bây giờ cái việc mà tụng kinh á, thì hồi tối Giác Nhàn cũng có nói chuyện với mấy anh em huynh đệ. Riêng Ấn Tổ thì chỉ có tụng một cuốn kinh A Di Đà. Ngài vẫn đề xướng kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà điều cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này đối với Ngài cũng hơi dài. Vì vậy cho nên Ngài chọn một cuốn kinh A Di Đà. Thì từ khi bên Mỹ Giác Nhàn về là tụng một cuốn kinh A Di Đà của Hòa Thượng Trí Tịnh. Cái văn phong của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch đọc rất là thích. Và từ khi đi Mỹ về đây hơn 4 năm là giữ một cuốn kinh A Di Đà không thay đổi. Mình là người Việt thì nên tụng tiếng Việt. Còn người Việt mà biết chữ Hán á, rồi biết âm Hán, rồi biết nghĩa Hán, thì họ tụng âm Hán hay Việt cũng không sao, bởi vì họ hiểu được cái nghĩa. Còn mình là không rành về âm Hán thì mình tụng cái nghĩa đến đâu là mình thấy cái y báo và chánh báo trong kinh Di Đà, nó làm cho mình phấn khởi, làm cho mình có niềm tin và mình bắt nhịp vào được trong cái ý của kinh. Ở chỗ này quan tâm. Có một số những người thì đọc như lúc trước chúng tôi á, đọc kinh A Di Đà bằng âm Hán á, mình không hiểu nghĩa. Một số chùa thì vẫn cho đọc, thì đó là cái khoa nghi nhị khóa hiệp giải sáng Lăng Nghiêm tối Di Đà đó, thì cho đại chúng đọc. Nhưng mà một số người hiểu nghĩa thì rất là thú, âm Hán nó cũng sâu. Nhưng mà một số anh em chúng ta là không có hiểu âm Hán thì mình nên đọc cái tiếng Việt mà Hòa Thượng Trí Tịnh đã dịch. Thì hôm nay chúng tôi cho đại chúng tụng thêm cái phẩm phổ môn của Bồ Tát Quan Âm, bởi vì Tổ sư Ấn Quang hầu như là Ngài đề xướng về cái việc niệm Quan Âm. Cho nên hôm trước có coi cái đoạn video của Hòa Thượng Trí Tịnh á, mừng thọ Ngài năm 95 tuổi. Quý vị biết là Ngài sống 98 tuổi nha. Mà cái năm 95 tuổi làm lễ khánh tế thì Ngài có nói như vậy: tôi mê kinh Pháp Hoa lắm, nhưng mà bộ kinh nó dài quá,
nhiều quá, dày quá, tôi dịch ra rồi mà tôi tụng không nổi, mà tôi chọn cái phẩm Phổ Môn, suốt cuộc đời tôi tụng cái phẩm Phổ Môn, tôi thấy nó linh nghiệm vô cùng, màu nhiệm lắm. Bồ Tát Quan Âm thực sự là thần lực bất khả tư nghì, hóa hiện bao nhiêu ứng hóa thân, cho nên Ngài không có bỏ phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Rồi Ngài lấy cái phẩm Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài nói tôi cũng mê kinh Hoa Nghiêm lắm, mà đọc hết một bộ Hoa Nghiêm dài quá, Ngài cũng dịch Hoa Nghiêm á. Thì Ngài lấy cái phẩm Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát kinh Hoa Nghiêm á, Ngài tụng. Thì hôm nay chúng tôi chuẩn bị in trước 2000, Thầy Tánh đã nhờ cô Nhã Uyên soạn và in 2000 cuốn có lò xo mà bị dày đẹp như cuốn kinh A Di Đà đó. Thì nếu ai mà có duyên với Bồ Tát mà thích buổi sáng thay vì mình tụng Lăng Nghiêm thì bây giờ mình chuyển sang tụng Phổ Môn. Thì lúc trước đại chúng chúng ta sáng chiều gì là tụng kinh A Di Đà hết, nửa buổi sáng 9 giờ thì ở trên chùa có tụng thêm kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay Văn Nhàn nói điều này để cho đại chúng có thể thứ bảy tuần sau xem lại cái đĩa này đó, thì khi mà cuốn kinh Phổ Môn in về đó thì đại chúng tụng buổi sáng. Và khi mình tụng vào trong phẩm Phổ Môn á, có những cái hạnh nguyện và có những cái hóa thân của Bồ Tát, rồi có những cái việc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến cái công đức của danh hiệu, rồi công đức hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm, làm cho mình hưng khởi, mình thích thú để mình niệm. Đó. Như vậy cho nên thành ra nói về phần tụng kinh, chúng tôi có nói đến cái phần này một chút để cho đại chúng khắp nơi trên thế giới, ai muốn tụng thêm cái bộ kinh Pháp Hoa mà trích ra cái phẩm Phổ Môn tụng đó, thì gọi vô hoặc nhắn tin cũng được vào trong cái số điện thoại 0909 747 4744. Ví dụ hôm nay quý vị nghe một cái đĩa này rồi, quý vị nghe Thầy Giác Nhàn nói là buổi sáng cho tụng cái phẩm Phổ Môn theo như Hòa Thượng Trí Tịnh mà Ngài tụng suốt cuộc đời Ngài đó, thì con thích quá à, thôi thì Thầy cho con xin cuốn. Thì quý vị chỉ nhắn tin vô trong số điện thoại 0909 7474, địa chỉ, tên rồi đầy đủ, sau khi kinh về xong rồi bắt đầu sẽ gửi cho quý vị, gửi đường bưu điện cho quý vị. Thì trong những mẫu chuyện văn sao hôm trước Thầy Thánh có đọc, chúng tôi có nghe cái vị đó, họ in kinh Phổ Môn 1000 cuốn, họ phổ biến cho mọi người tụng, thì gia đình họ thay đổi rất đặc biệt. Nhưng cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm đúng mắt phàm mình không hiểu, chỉ có Ấn Tổ Ngài mới đề xướng cho mình niệm. Hôm nay chúng tôi đề xướng thêm buổi sáng mình tụng phẩm Phổ Môn. À, vậy cho nên thành ra nếu mà nhà người nào mà tụng Phổ Môn, rồi nhà người nào tụng kinh A-di-đà, nhà người nào niệm Phật, niệm Quan Âm, ăn chay, kiên giết, phóng sanh, in kinh làm lành, thì làm gì có những cái sát khí đi đến nhà mình như là dịch bệnh nó tới, bao giờ nó tới được. Nhà bên cạnh thì có chứ xảy ra, chứ nhà mình không bao giờ xảy ra. Chúng tôi dám chắc là như vậy. Đó là cái việc mà nói đến cái vấn đề tụng kinh. Còn nói cái vấn đề mà trì chú đó, thì một số những người ở trên chùa cũng như khắp nơi có giữ được 108 hoặc giả là 75 hoặc giả là 50 hoặc là 21, thì tùy theo cái sức khỏe của mỗi người, chứ không phải là mình nhất nhất là phải 108. Nếu ai đủ sức khỏe 108 biến thần chú đại bi thì tốt, nhưng mà chúng tôi khuyên nên nương theo cái máy, chứ nếu tụng một mình thì thời gian sau sẽ bị tổn khí. Tổ sư Ấn Quang mỗi tối 25 hoặc 50, cái những lúc Ngài trì vô cho vô gạo đó thì 75, chứ thường là 50 hoặc 25. Và mỗi buổi tối Ngài trì vào cái buổi tối có cái mục đích và có những cái đặc biệt ở trong đó. Vì vậy cho nên thành ra là thần chú đại bi, nếu chúng ta trì đó, chúng ta tụng đó, thì nếu mà thời gian dài đó thì ngồi ghế, còn thời gian ngắn thì chúng ta ngồi dưới đất xếp bằng. Có thể là mình tụng 10, 15 phút, 20 phút tùy theo cái khả năng mình. Nếu đau chân quá mà mình ráng ngồi á, thì mình nhiếp tâm không được do cái đau chân quá. Thì chúng ta sẽ đứng dậy đi kinh hành. Một là mình niệm ra hơi mà vừa đủ nghe. Nhưng mà thường mình mở máy ra thì mình tụng ra hơi mà nhép môi mà nó không ra hơi á. Ví dụ như ra hơi là vậy nè. Tiên thủ thiên nhãn phần ngài đại bi tâm đà la ni. Còn không ra hơi thì mình nghe cái hơi mình rất là nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình ra hơi hoài hết luôn một thời như vậy đó, mà không có thời gian để mình hít vô á, thì nó cũng mệt.
Tuy rằng thầm mà không ra hơi là nó không mệt, nhưng mà điều mà mình cứ ra hoài mà mình không có ngồi để mình dưỡng á, cho nên là ra hồi tối đại chúng ngồi 10 phút, đi 20 phút, ngồi lại 10 phút. Có thể những người đó họ đi không quen, họ đi 10 phút, họ ngồi 15 phút, rồi họ ngồi 15 phút, rồi họ đi 10 phút, rồi họ ngồi lại 15 phút. Chia đó làm sao cho cái thân thể mình nó thoải mái nhất, nó không bị đau nhất. Thứ hai, cái tâm mình tụng làm sao cho nó hoan hỷ vui vẻ. Thì nên duy trì thần chú đại bi. Còn niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm đó thì hằng ngày thường niệm trong tâm của mình năm chữ Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm ra ra miệng hơi mình nhép á, 7 chữ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà thường niệm như vậy á, thì con người này có chánh khí. Chánh khí tức là tâm họ nó thanh tịnh á, thì tất cả những cái tà khí dịch bệnh không xâm nhập người đó được. Cho nên Ấn Tổ nói lúc dịch bệnh thì cái niệm Quan Âm là tuyệt. Dĩ nhiên không bỏ Phật Di Đà sáng tối. Rồi rảnh nếu ai mà thường niệm Phật Di Đà thì trong tâm mình niệm hai nhịp 4 chữ A-di-đà Phật. Có những lúc tịnh tọa đó, trong mấy như đại chúng tu trên chùa dưới này mở ra Nam-mô-di-đà Phật. Mình bị hơi mệt nha, bữa đó mình hơi mệt, mình ngồi trong tâm mình niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Hai nhịp xen giữa cái câu Nam-mô-di-đà Phật, thầm tập thầm trong tâm. Trong mấy Nam-mô-a-di-đà Phật, rồi có ngắt khoảng đúng không? Mình niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, hai câu được một nhịp trong khoảng trống. Rồi trong mấy niệm Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát, bữa đó mình hơi mệt, mình niệm Quan Thế Âm Bồ-Tát, Quan Thế Âm Bồ-Tát, hai câu trong tâm, năm chữ dễ niệm. Mà người mà họ chịu khó thường niệm Nam-mô A-di-đà Phật nhép môi, khi mệt mà họ quay lại họ niệm trong tâm á, thì người này dưỡng hơi ít bị tổn khí. Hôm trước chúng tôi công trình xây nhà dưỡng lão, công việc hơi nhiều, lên chùa giải quyết một số việc với giảng liên tục mấy buổi giảng đó đó, thì nó hơi mệt. Thì dạo gần lại đây 1-2 ngày hôm nay thì bắt đầu niệm trong tâm Quán Tham Bồ Tát, Quán Tham Bồ Tát, Quán Tham Bồ Tát. Hoặc giả là niệm A Di Đà Phật thì cái tâm mình nó quay vô trong, nó dưỡng hơi. Cho nên Ấn Tổ nói là thường niệm A Di Đà Phật hoặc Quán Tham Bồ Tát là để dưỡng hơi là vậy đó. Mà cái hơi mình là nó bị hao tổn rất là nhiều, cần phải niệm để nó quay cái tâm vô trong để nó dưỡng hơi. Mà nếu mà thường niệm mà dưỡng hơi như vậy thì tối nó ngủ nó ngon. Còn bỏ quên cái công việc nhiều hoặc nói nhiều cái là tối rất khó ngủ với tổn khí, nằm nó khó chịu vô cùng. Hồi hôm qua có một cái cô đó, cô gọi điện lên, cô cần gặp. Thì cô nói con cảm ơn thầy, nhờ có thầy giúp cho con vượt qua một cái đại nạn. Hỏi đại nạn gì? 3 năm không ngủ được. Thường về già là khó ngủ đó. Thì có kêu khi không ngủ được thì trong người nó khó chịu, nó mệt mỏi, xanh xao vàng vọt mà khó chịu trong người lắm. Ai mà mất ngủ rồi mới biết. Thì bữa đó cô ăn, cô uống rồi cô đủ kiểu, tim sen, đủ uống nước, đủ kiểu. Xong bữa tối đó sau cô lấy được cái đĩa Nam Mô Di Đà Phật, cô mở ra. Thì tiếng của chúng tôi cô để phòng khách, bắt đầu cô lắng nghe, cô ngủ. Thì ngày đầu ngủ được, một tuần sau cũng ngủ được, nhưng mà qua khỏi một tuần cái là hết ngủ được. Cái âm thanh đó nó làm cô tỉnh queo luôn, cô hết ngủ được nữa. Thôi cũng bỏ cái cách đó. Sau đó cô nói hình như là sư phụ giác nhàn sáng và tối có lạy mỗi buổi sáng 50, mỗi buổi tối 50 lạy ở trên chùa lúc mà mới lập tịnh thất. Mà lúc trước cô cúng dường cái kinh Ngũ Bách Danh nhiều lắm. Sau trong nhà cô còn một cuốn kinh Ngũ Bách Danh, cô lấy ra cô lạy. Sáng cô lạy, mỗi buổi tối cô lạy 50 lạy khoảng 20 phút. Rồi cô tụng khoảng 7 biến thần chú đại bi nữa. Thì 3 tháng nay khi dịch bệnh bắt đầu có áp dụng thì cũng ngủ ngon. Vô giấc ngủ, ngủ liền, ngủ ngon mà tỉnh táo, thức dậy rất sảng khoái. Không ngủ mê mệt. Thì cô kêu cô dùng cách này 3 tháng nay. Thì như vậy là cái việc mà lạy Ngũ Bách Danh, tức là 50 lạy mỗi buổi tối á, đặc biệt. Cho nên hôm qua chúng tôi phổ biến và qua lạy với đại chúng. Thầy tánh sướng lên nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cổ Phật thị hiện. Thì đại chúng niệm thầm ra hơi Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi quỳ thấp xuống, nghe cái keng úp mặt xuống Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi khi ngửa lên thì cái người mà đứng dậy sướng lễ thì phải đứng dậy rồi mới sướng, thì không tổn khí. Hồi tối thầy tánh chưa đứng dậy thì thầy lại sướng lên thì không kịp niệm một câu đứng dậy. Đó là hôm nay mình bổ túc cái buổi tối như vậy. Hôm nay chúng tôi nói phần chính là cái cách thực hành. Còn những cái lời khai thị thì thầy Minh sẽ đọc.
Rồi còn lễ ngày 19 hàng tháng đó thì đại chúng là 3 giờ ở đây khu chiên tu với lại trên chùa và mọi người khắp nơi trên thế giới là 3 giờ lạy đúng không? Thì thường mà 3 giờ mà lạy đó thì đến 6 giờ rưỡi mới xong hoặc 6 giờ 20 mới xong. Nhưng mà hôm nay chúng tôi thấy là lạy một lần 500 lạy quá đuối, ai cũng mệt. Bản thân chúng tôi những ngày lễ ví ngày 19 mà lạy thì chúng tôi không dám qua lạy, bây giờ nó quá mệt, là chút nữa không giảng nổi. Cho nên thành ra bây giờ chúng tôi sắp xếp lại là mình lạy một nửa thôi, 250 thôi. Thì nó chỉ có 1 tiếng 45 phút. Sau đó rồi chúng ta tụng đại bi đến 6 giờ rưỡi. Vẫn không bỏ đại bi mà rất khỏe. Rồi qua 19 sau thì mình lạy tiếp 250 còn lại. Vì mỗi buổi tối mình có lạy 50 lạy nữa rồi. Thì 10 buổi tối là mình được một cuốn 500 lạy rồi. Đó, đó cái việc mà chúng tôi sắp xếp lại cái thời gian để cái đĩa này ra đại chúng trên chùa với như toàn thế giới á, và biết được cái thời khóa nó là như vậy. Thêm đó nữa đó là hôm trước thầy Minh có giới thiệu mà không biết là ở đâu á, chúng tôi tìm không có trong văn sao, cái thi kệ tốt yếu của Tổ sư Ấn Quang, ngài lấy những cái tinh yếu ở trong văn sao, ngài làm thi kệ 8 chữ hoặc 9 chữ, hầu như là 8 chữ mà trong đó gần cả 3690 câu. Đầy đủ hết trong đó luôn, tất cả trong văn sao là coi như ngài nói hết trong đó mà đặt thành thơ thi kệ rất là hay. Đây là thi kệ nói về giới sát rất là đặc biệt, là khoảng 150 câu trong này. Cho nên chúng tôi đăng cái thi kệ tốt yếu này, toàn bộ thi kệ luôn ở trên trang web Vô Lượng Thọ. Và sáng nay chúng tôi rút ra trong cái thi kệ đó là có cái thi kệ mà giới sát, nói về giới sát, ngài khai thị nói về giới sát rất là hay. Thì chúng tôi đọc sơ 4 câu ở trong này rồi nói sơ thôi. Thì bữa nay thời gian cũng không có nhiều. Nếu mà chủ nhật sau thì chúng tôi sẽ nói những cái cốt tủy, những cái ý sâu xa trong thi kệ này. Mà đặc biệt trong văn sao mình đọc nhiều lúc mình ngán. Cái văn Trường Hàng nó dài mà nó lại nhẫn chứng nhiều cái vấn đề quá. Nhiều lúc đọc không vô. Nhưng mà đọc thi kệ thì nó cô động nhưng mà đọc rất dễ, nó theo vần và đọc không có hao tâm lực, đọc rất thích. Cho nên nếu ai mà thích cái thi kệ mà vô đọc thử coi, vô trong trang web thì trong đó có thầy phiên thầy làm để mình ấn từng trang lật như cuốn kinh Di Đà đó, dễ đọc vô cùng. Ai mà có vi tính hay điện thoại là lên trên đó đọc được. Vậy thi kệ nói về giới sát này chúng tôi cũng nói thầy phiên mới đăng lên trên đó rồi. Thì chúng tôi tâm đắc cái thi kệ này, bởi vì đọc hết trong văn sao rồi, văn Trường Hàng mình đọc qua thơ của thi kệ thì rất là tuyệt, hay lắm. Cho nên nếu mà mình phát tâm để mà mình giới thiệu cái pháp bảo văn sao hay là Phật Pháp thì cái công đức này gọi là công đức pháp thí. Mà công đức pháp thí thì nó sẽ sanh ra cái trí tuệ, mà trí tuệ thì nó đoạn trừ phiền não để nó liễu sanh thoát tử, cực kỳ quan trọng. Quý vị thấy bây giờ những người mà họ nghe được cái điều này, họ hiểu ra được cái sát kiếp đó đang hoàn hành chúng sanh là có cái nguyên nhân của sát nghiệp, mà biệt nghiệp mà mình giữ được giới sát, mình ăn chay, mình kiên giết, đây gọi là biệt nghiệp để chuyển được cộng nghiệp cho bản thân mình, gia đình, thì quý vị biết cái lợi ích như thế nào? Thù thắng cực kỳ. Nếu họ tin là thù thắng cực kỳ, họ tin thêm cái biệt nghiệp của tự lực và tha lực của tối thượng thiện, đó là cái pháp Phật, niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi nữa thì thôi tuyệt. Tuyệt. Coi như họ an bình vô cùng, an lành vô cùng. Thì quý vị biết cái công đức pháp thí nữa thù thắng như thế nào. Cho nên chúng tôi nói thầy Minh với thầy Tánh rảnh thì để cái tâm vô để đọc hết toàn bộ cái thi kệ này ra. Nhưng mà mình đọc đến cái đoạn, ví dụ như là Tổ sư Ấn Quang nói về giới sát, thì mình phải đọc cái đoạn đó để người ta biết cái đoạn là Ấn Tổ nói về cái giới sát này. Muốn tránh thiên tai nhân họa nên trừ nghiệp sát. Thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, hạn hán, sâu rầy, động đất, thiên tai đó do con người gây lên chứ không phải trời gây lên nha. Nhân họa là chiến tranh, xe rửa chặt đường rầy, máy bay rớt, nhân họa đó. Thì muốn tránh thiên tai nhân họa thì nên trừ nghiệp sát, tức là ăn chay, kiên giết, phóng sanh đó. Đầy đủ nó vậy. Muốn tránh thiên tai nhân họa nên trừ nghiệp sát, nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ, tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ, trao qua đổi lại vật người người vật. Cái câu cứu của ngài dùng nó tinh nhuệ mà nó hay đặc biệt,
nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ, tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ. Nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ. Nhiều người họ muốn tâm hiền lành đúng không? Họ muốn trong nhà họ an vui, hài hòa với nhau, họ dĩ hòa vi quý, hòa khí sanh tài đúng không? Mà tâm từ nó không có xuất hiện được. Đụng đâu sân đó, đụng đâu nỗi bực bội đó, gia đình cãi lộn, gia đình coi như là như cái địa ngục luôn. Tâm từ họ không có tập được, thì thôi tập phóng sanh đi. Tập phóng sanh thì tâm từ xuất hiện. Ăn chay thì chánh khí trong nhà, và bản thân mình có chánh khí. Đơn giản như vậy thôi, nhưng mà chịu làm là kết quả cực kỳ hay. Thì hôm nay thì cái buổi lễ phóng sanh này đó, thì đại chúng nếu mà sắp xếp được cái thời gian khắp nơi trên thế giới, cứ vào đúng 10 giờ rưỡi á, chúng tôi sẽ canh cái giờ đó là sẽ bật trực tiếp lên để quý vị xem và tham dự luôn á. Bất cứ ngồi ở đâu trên toàn thế giới. Và cái lễ này sẽ duy trì hoài. Lúc trước thì cũng có làm mỗi ngày, nhưng mà cũng không đủ sức để làm. Mùa nắng đến cái bắt đầu cá không có chỗ thả. Bây giờ đang là mùa mưa, đây là lợi thế để mà thả những chúng sanh này. Rồi cuối cùng cái rồi chuyển lên chùa phóng sanh, rồi chuyển xuống lại dưới này. Đại khái cũng có thời gian phóng sanh, nhưng mà không có chúng tôi giảng và thầy Minh đọc như vậy. Khi nào có việc gì đột xuất thì chúng tôi không lên, thì thầy Như Minh cũng sẽ đọc văn sao về cái vấn đề mà thiện nghiệp của biệt nghiệp mà phóng sanh kiên giết ăn chay, và thiện nghiệp của biệt nghiệp là tự lực và tha lực, đó là niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi. Thì mọi người vào 10 giờ rưỡi chủ nhật hàng tuần chúng ta sẽ vân tập để mà tham dự. Nếu mà quý vị gửi cúng dường 50.000 hay 1-2 triệu, 5-3 triệu, bao nhiêu đó đi nữa thì chúng tôi vẫn làm, mà không có quý vị vẫn vô tham dự được bình thường. Mình vô mình tùy hỷ cái công đức phóng sanh hôm nay là mình có cả một cái công đức, không bỏ ra đồng nào hết trơn. Cái công đức tùy hỷ cực kỳ quan trọng luôn. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cái thi kệ tốt yếu cung văn sao, quý vị tùy hỷ đọc và giới thiệu cho người khác, mình được vừa công đức tùy hỷ mà vừa được công đức pháp thí luôn. Cực kỳ quan trọng cái công đức tùy hỷ mà Hòa Thượng Trí Tịnh ngày nói đến. Thì thôi, hôm nay chúng tôi chỉ nói nhiêu đây thôi, là 30 phút rồi. Giờ thầy Dương Minh sẽ đọc thi kệ tốt yếu trước, đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Đại chúng cố gắng ngồi lắng nghe. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị thi kệ tốt yếu về giới sát sanh. Muốn tránh thiên tai nhân họa nên trừ nghiệp sát, nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ, tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ. Trao qua đổi lại, vật người, người vật, nhân và quả như hình với bóng, ác nghiệp hại thân mình, con cháu bị hại lây, cha mẹ thương con, trọn vẹn là đây, dùng đạo lớn, chu toàn, cành lẫn gốc, sáu cõi phàm có cõi cao, cõi thấp, đều chưa đoạn hoặc nghiệp, thoát tự sinh, khi dứt phước trời cũng xa đọa, cũng lên đên, nhưng có lúc thăng thiên từ địa ngục, kẻ được thăng người không nên quên loài vật, biết đâu đã từng là quyến thuộc xưa kia, tâm khác đường niệm thiện ác phân chia, thọ thân cá chậu chim lòng trong chớp mắt, được thăng người giữ đức hiếu sinh của trời đất, tránh việc đập đầu cắt cổ lóc vảy da. Con vật không kêu than, nhưng máu lệ chan hòa, nỗi thống khổ hằn sâu lòng oán hận. Vòng vây trả, vật hại người, người hại vật, có phải đâu là cớ sự bỗng dưng? Nếu cho rằng vật được tạo để người ăn, thì người là loại để ai ăn mà có mặt. Kinh Lăng Nghiêm nói, người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành con vật. Như thế cho đến 10 loại chúng sanh, chết đi sống lại, nhai nuốt lẫn nhau.
ác nghiệp theo đến vị lai hiện tại. Cô mang lẫn nhau mà sinh thân trở lại. Kinh Lăng Già Phật quở trách việc sát sanh. Dùng thân thú cầm để no béo thân mình. Chẳng biết rằng Phật tánh hiện hữu trong muôn vật. Kinh nói, một trong năm tội vô gián là xúc huyết thân Phật. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Suy rộng lời kinh thấy rằng ăn thân thể muôn loài, tức giết Phật, nào phải đâu chỉ phá hình đập tháp. Kinh Hoa Nghiêm nói, bổn tâm Phật chúng sanh cả ba không sai khác. Hãy lắng nghe tiếng rống đớn đau trong lò mổ giữa đêm khuya, thì phải biết rằng nạn binh đao, máu lửa chiến tranh kia, từ nghiệp sát bao đời đà tích lũy, muốn thế giới an bình, thời thời thịnh trị, hãy bỏ thói quen ăn xương thịt cốt tủy nấu hầm. Nếu có người hỏi rằng, sao không lo cho người bận chi đến thú cầm, thì phải biết, đó chính thật là lo cho người vậy. Tránh giết hại thì chẳng bị người giết hại, không bị nạn quỷ thần đạo tặc oan ương, không giết chúng sanh bồi đắp tình thương. Tình thương đó chính là tình đồng loại. Lại có người bảo rằng, loài vật vô số, phóng sanh vài mươi con có gì đáng nói. Phải biết rằng lý sự hổ tương nhau, tâm từ ban bố sự sống dài lâu. Vật cảm nhận một nguồn ân vô úy, lục độ vạn hạnh hành vô úy thí, huân tập từ bi trong mỗi chuyện cõn con, vung bồi phước tuệ đến chỗ vẹn toàn. Như vậy trẻ từ thuở còn la lết, người ăn thịt là người ăn nổi chết, ăn nổi kinh hoàng sợ hãi của chúng sanh, thấm vào xương da máu thịt của chính mình, theo hơi hám thở ra mùi oán khí. Nay nương phước xưa xin làm người tài trí, nên cảm cùng trời cái đức hiếu sinh, chớ nên làm người bán rẻ tánh linh. Phước cùng tận theo nghiệp thay đầu đổi mặt, người ăn thịt cưu mang nhiều bệnh tật, cả thân tâm ô nhiễm khí tối đen. Ăn thịt ăn rau đều bởi thói quen, biết nhìn lại thì sinh lòng hổ thẹn. Nghiệp thiện ác thọ thân người, thân thú, có xương da thì biết nổi đớn đau. Thay hình đổi mặt vô số kiếp hẳn quên nhau, lại giết hại đoạn tuyệt dòng giống Phật. Lại có kẻ bày ra trò cúng tế, giết trâu bò làm lễ tạ thần linh, dùng dây gai trói con vật giữa sân đình, tiếng trống nổi dập dồn như quỷ khóc, búa lớn đập đầu, dao đâm vào họng, máu phun thành vòi, nhuộm đỏ sân chầu, tiếng rống lạnh người, tiếng sướng họa lao nhau, xì sụp lạy thần linh đâu chẳng đến, áo khăn đỏ tươi, hương hoa đèn nến, cảnh tượng lạnh lùng, người vật đỏ như nhau, con vật thí thân kia, nào ai có biết đâu, chính là kẻ xưa kia xì sụp lạy, xưa giết vật, nay vật làm người giết lại, là kẻ đặt bày việc cúng tế bất nhân. Nếu là thần linh, tâm chắc chứa đức ân, hả dùng thứ loại tồi phong bại tục, dùng tục lệ để dối lừa thần thánh. Miệng mình ăn mà dám nói thần ăn, quả báo kia bao kiếp thú mượn thân. Người thành thú, thú thành người đổi chữ, cũng như vậy, các miếu đền thờ anh hùng, thánh nữ, nên giữ trang nghiêm, tránh ô uế hôi tanh. Kẻ ngu si xào nấu sinh mạng chúng sanh, mang lên bày biện trên bàn thờ chư thánh. Con mắt đầu heo luộc như âm thầm oán trách, bên cạnh bốn chân lủng lẳng đã đứt lìa. Sao không lo ngày thân mình đổi chỗ heo kia, lòng tham tài lộc biến ra lòng ác thú,
Bởi chủ đền tham lam không thấy đủ, mượn danh thánh thần làm kế sinh nhai, tiếng kêu đau thương của con vật động thiên đài. Nếu cúng thịt chúng sanh mà được phước, thì phước đó do yêu tà ban thưởng, như ma con lo lót tế ma cha. Đến một ngày nhân quả hiện trong nhà, thì thử hỏi tài lộc nào cứu được. Người bệnh tật nạn tai nên cầu Phật tổ, sám hối nghiệp xưa làm việc thiện cúng dường, nghiệp tiêu trừ lại gặp được y vương. Chớ mê tín cầu đảo loài thần quỷ, thần chẳng thấy đâu lại gặp loài yêu mị. Thêm bầy điều cúng tế vịt gà heo, quỷ thần kia trong bể nghiệp muôn chiều, sao có thể khiến cho người tiêu nghiệp. Nếu là chánh thần tạo nên uy lực, cũng không thể sánh cùng đạo lực của Như Lai. Hệ tu tâm cảm ứng sẽ an bài, lo chi không gặp thánh thần Bồ Tát. Tuy là trong thế tục thuận theo đường thế tục, phải biết học theo đệ nhất nghĩa thiên chân. Nếu muốn xa lìa siêu thoát kiếp huyễn nhân, thì phải biết đâu là quyền, đâu là thực. Trong nghiệp báo, nghiệp sát là nặng nhất. Người không giết người nhưng ăn thịt chúng sinh, phải biết rằng kẻ kia giết loài vật thay mình, sao tránh được nhân gieo thành quả. Ăn chay trừ được thiên tai nhân họa, muốn tránh ác quả phải đoạn ác nhân. Đạo lý thánh hiền qua lại chuyển lưng, gặt thiện quả từ thiện nhân là vậy. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, ở trong lục đạo không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành, sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành, sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng soi lẫn nhau mà hiển hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy hãy nên tưởng A-di-đà Phật ở trước mặt ta, chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. Ắt phải sao cho từng câu từng chữ trong tâm niệm rõ ràng phân minh, miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thảy tạp niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt đời khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tác quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tạp niệm vừa mới dấy sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển, đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Hiện thời ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chày tháng tâm sẽ tự thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi, vẫn cứ niệm y như cũ, chẳng buông lung, thì nghiệp chướng tiêu, trí huệ mở mang. Chớ nên sanh lòng gấp rút vọng động, bất luận ở tại nhà hay ở nơi am, đều phải kính trên hòa dưới, nhận được những điều người khác chẳng thể nhận, làm được những chuyện người khác chẳng thể làm, chịu nhọc nhằn thay cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Khi tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi mình, lúc chuyện gẫu chẳng bàn lỗi của kẻ khác, đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu chẳng để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, trừ niệm Phật ra chẳng khởi lên niệm nào khác. Nếu lỡ vọng niệm dấy lên, hãy lập tức làm cho nó tiêu diệt. Thường sanh lòng hổ thẹn và sanh lòng sám hối. Dẫu có tu trì, luôn cảm thấy mình công phu rất cạn, chẳng tự khoe khoang, kiêu căng, chỉ bận tâm đến chuyện trong nhà của chính mình,
chẳng dính tới chuyện nhà người khác, chỉ thấy những gương tốt, chẳng thấy những gương xấu, thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta quả thật là phàm phu. Nếu ông có thể làm theo những điều tôi đã nói, chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới Cực Lạc không có nữ nhân, nữ nhân súc sanh, hễ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam, trẻ trai, liên hoa hóa sanh, vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới Cực Lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ, rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp, do cậy vào Phật từ lực nên hết sức dễ sanh. Nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân, đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe Pháp, nhất định viên thành Phật Đạo. Mười phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất mà công đức lại lớn nhất. Ông đừng nghe lời người khác thì sẽ tự đạt được lợi ích tối thắng này. Ta bà khổ, khổ chẳng thể nói. Cực lạc vui, vui chẳng gì ví nổi. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc thì mới gọi là chân tín. Đừng nên dùng tri kiến ngoại đạo, phàm phu để so lường lầm lạc, cho rằng mọi thứ trang nghiêm thắng diệu, chẳng thể nghĩ bàn của tịnh độ, đều là chuyện ngụ ngôn, là thí dụ, là tâm pháp, chẳng phải cảnh thật. Nếu có các thứ tà kiến hiểu biết sai lạc như vậy, sẽ đánh mất điều lợi ích thực sự là được vãng sanh tịnh độ. Cái hại ấy rất lớn, chẳng thể chẳng biết. Câu chuyện vãng sanh của Pháp Sư Tăng Tế trích trong Tứ Chúng Vãng Sanh. Sư Tăng Tế sống vào đời Tấn, đến Lô Sơn, theo học với Ngài Huệ Viễn. Sau khi đạt được mục đích liền thốt lên rằng, làm rạng rỡ Đại Pháp, việc ấy ở Pháp môn tịnh độ này. Từ đó về sau, sư ròng rã tha thiết, mong xin về tịnh độ. Ngài Huệ Viễn trao cho sư một ngọn đuốc và dặn rằng, ông phải phát tâm cầu xin về tịnh độ. Ngài Tăng Tế cầm ngọn đuốc ngồi tựa vào ghế, dừng tâm lắng ý, không sao động. Sư lại nhóm họp đồ chúng tụng kinh tịnh độ. Đến canh năm, sư trao lại ngọn đuốc cho đệ tử là Nguyên Bậc và dặn phải theo chúng mà hành đạo. Bỗng chốc sư biết mình tự cầm ngọn đuốc bay lên hư không và gặp Phật A-di-đà. Được Phật đón và đặt lên lòng bàn tay, rồi đưa sư đi dạo khắp mười phương. Sau đó sư sực tỉnh, vừa buồn vừa tủi, tự biết tứ đại không còn bệnh khổ. Đêm sau bỗng nhiên sư đứng dậy, mắt nhìn lên hư không như nhìn thấy một điều gì đó, rồi thình lình nằm trở lại, vẻ mặt tự nhiên vui tươi, và nói với người bên cạnh rằng, ta đi đây. Nói dứt lời, sư nằm nghiêng bên phải mà thị tịch. Lúc ấy thời tiết oi bức, trải qua 3 ngày thân thể không những không biến đổi mà còn có hương thơm ngào ngạt. Lời bàn, Ngài Tăng Tế nhờ Thầy chỉ dạy mà được vãng sinh tịnh độ. Vì thế trợ niệm lúc lâm chung, ai dám nói là không có công hiệu. Mặc dầu hoàng linh cửu trong lúc trời oi bức, nhưng thân thể vẫn phát ra hương thơm lạ. Đây là kết quả của việc giữ phạm hạnh tinh chuyên. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có vô lượng 100.000 vạn ức chúng sanh bị các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, liền nhắc tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền ngay lập tức xem xét âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát. Lại nói, vị Quán Thế Âm Bồ Tát này, trong chỗ kinh sợ nạn gấp, thường ban cho sự không sợ hãi, cho nên thế giới ta bà này đều gọi Ngài là Bậc Thí Vô Úy. Ấy là vì tâm chúng sanh và tâm Phật Bồ Tát xét về thể hoàn toàn không khác, nhưng vì chúng sanh mê muội trái giác hiệp trần, đến nỗi đây kia bị ngăn cách, chẳng được che chở. Nếu có thể trái trần hiệp giác, nhất tâm xưng danh sẽ tự nhiên cảm ứng đạo giao, được các Ngài rủ lòng từ gia bị, dù gặp hiểm nạn cũng được cứu thoát. Do nỗi khổ trong mạt kiếp nặng nề, Đức Quán Âm lòng bi sâu xa,
nên quan thường khuyên người khác niệm kèm thêm danh hiệu Ngài để mong mau được Ngài từ bi che chở. Niệm Phật cũng chẳng phải là không được cảm thông, mà niệm Phật cũng không phải là chẳng thể niệm kèm danh hiệu Quán Âm. Chuyên niệm hay kim niệm đều được. Đức Phật cũng từng dạy con người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế biết là hoàn toàn chẳng trở ngại gì. Nếu niệm Di Đà cầu sanh Tây Phương, lại niệm Dược Sư cầu sanh Đông Phương thì không được. Còn Di Đà và Quán Âm là cùng một sự, nhưng Đức Quán Âm bi sâu nguyện nặng, nên thường kim niệm để mong mau được cảm thông. Tất cả những thứ nghị luận thừa thải đều là chẳng cần thiết. Cổ nhân nói, tuân theo điều đã nghe, hành điều đã biết. Hai câu ấy chính là khuôn phép để tu trì chân thật vậy. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi, thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Hỏi, như khi gặp nguy hiểm, lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kiêm tụng các chú, thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp, gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đao binh, nước lửa, ôn dịch, sâu rầy, hạn hán, lụt lội, thổ phỉ, cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ vân vân. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành, cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn. Nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quan Âm trích trong Tăng Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Triều nhà Minh tại chùa Thiên Đồng có thầy Thích Tăng Chiếu là người có rất nhiều bệnh. Vào niên hiệu Hồng Vũ năm Bính Thìn, bệnh tình của thầy ngày càng trở nên nặng. Vị thượng tọa trong chùa thấy vậy, khuyên thầy nên thành kính trì tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được tiêu trừ tật bệnh. Thầy Tăng Chiếu vâng lời, mỗi ngày trì niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm đến hàng vạn câu. Qua năm ngày sau, lúc giờ ngọ, thầy tự nghĩ bệnh tình của mình chắc khó lòng qua khỏi, có lẽ không bao lâu sẽ chết. Chi bằng ngưng trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm mà đổi sang trì niệm danh hiệu Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu vãng sanh thì chắc có kết quả tốt hơn. Khi thầy vừa dấy khởi niệm tưởng này lên, thì liền thấy có một phụ nữ tuyệt đẹp, thân mặc pháp y, tay cầm tịnh bình, từ ngoài cửa đi vào đến trước mặt thầy. Lúc ấy thầy Tăng Chiếu rất kinh ngạc, chẳng biết làm gì. Sau khi thầy định tâm nhìn kỹ lại, biết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân, thầy Tăng Chiếu quá sức cảm động, rơi nước mắt. Thầy liền thành kính quỳ xuống cầu xin sám hối thật bi thiết. Chỉ trong chốc lát thì người phụ nữ ấy biến mất. Trải qua năm ngày sau thì bệnh của thầy tự nhiên khỏi hẳn. Người đời nghe nói tới những nỗi khổ trong địa ngục đều cho là chuyện mơ hồ, không biết rằng khi người ta luộc chúng sanh để ăn, ấy chính là cảnh tượng của đại địa ngục phí than được mô tả trong kinh điển. Chỉ vì người ta làm mãi thành quen nên xem đó như chuyện bình thường mà không nhận biết. Khi củi vừa bắt lửa bốc lên một lúc đầu, nhiệt độ trong nồi nóng dần lên, những chúng sanh trong nồi bắt đầu kinh hoàng khiếp sợ, toàn thân cảm thấy ngày càng khó chịu. Thế rồi nước trong nồi ngày càng nóng hơn, con nào cũng muốn tìm lối thoát ra. Lát sau nước càng thêm nóng, thần thức hôn mê. Lúc bấy giờ, nổi lên mặt nước,
nóng bức đau đớn không chịu nổi. Chìm xuống đáy nồi cũng nóng bức đau đớn không chịu nổi. Nằm yên xếp lớp lên nhau cũng nóng bức đau đớn không chịu nổi. Không bao lâu nước trong nồi sôi lên, khắp quanh thân hình đều có nước sôi sùng sục. Nước sôi vào mắt như đinh sắt trui nóng đâm nơi nhãn cầu. Nước sôi trên lưng như sắt nấu chảy nung nóng khắp thân thể. Chịu đựng khổ sở đau đớn như thế không sao nói hết. Để rồi ôm mối oán hờn mà chết, toàn thân chuyển thành màu đỏ. Than ôi, người ta bất quá cũng chỉ vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề rộng sâu không bờ bến như thế. Ví như chư Phật Bồ Tát dùng thiên nhãn mà quan sát sự việc này, ắt sẽ thấy rõ người với chúng sanh từ vô số kiếp đến nay đều đã từng là cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc của nhau. Chỉ vì lăn lộn tái sanh, thay hình đổi dạng nên không thể biết nhau đó thôi. Vì thế mới qua lại trong luân hồi mà thay nhau tạo nghiệp, giết hại lẫn nhau, cho đến báo oán lẫn nhau vô cùng vô tận. Giảm sinh có lời rộng khuyên khắp thảy, nếu muốn phát tâm từ bi, trước hết phải mạnh mẽ thực hành khoan thứ. Điều mình không muốn chớ làm cho kẻ khác. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của muôn loài mà quán xét, thì sự tham ăn sẽ được chuyển hóa thành tâm từ ái. Câu chuyện chịu quả báo trong núi cua trích trong An Sĩ Toàn Thư. Ở Hồ Châu có một thầy thuốc tên là Sa Trợ Giáo. Mẹ ông rất thích ăn cua, đã giết hại số lượng nhiều không đếm xuể. Niên hiệu Thiệu Hưng năm thứ 11, bà bị bệnh nặng qua đời. Sau đó có một đứa cháu nhỏ nhìn thấy bà đứng ngoài cửa, thân hình đầy máu me, nói với cháu rằng bà lúc còn sống giết cua quá nhiều, nay phải chịu quả báo trong núi cua. Cháu nói với cha cháu, hãy mau mau làm việc phúc đức mà hồi hướng cho ta. Nói vừa dứt lời thì không thấy đâu nữa. Lời bàn, người ta làm món cua muối, bắt con cua còn đang sống mà móc bỏ yếm rồi ướp muối tiêu vào đó. Sự đau đớn khổ sở mà con cua ấy phải chịu đựng thật không thể hình dung nổi. Quả báo trong núi cua chính là do nghiệp lực chiêu cảm mà thành. Quan sát con cua bò ngang trên đất, có thể biết rằng đời trước ắt phải quen theo con đường tà kiến, không hướng theo nẻo chánh bồ đề. Nhìn dây buộc trên lưng, có thể biết rằng đời trước ắt phải buông thả cho ái dục trói buộc, không giải thoát ra khỏi những ràng buộc tình cảm phiền não. Đó chính là muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đầy đủ nhân duyên lành tại Viện Chiên Tu tổ chức lễ phóng sanh vào chủ nhật hàng tuần lúc 10:30. Này tất cả các loài chúng sanh, hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, quý vị gặp được các bậc thượng thiện nhân bỏ tiền ra mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Đó là cái phước báu nhân duyên của quý vị trong nhiều đời đã gieo căn lành với Tam Bảo, với các bậc thượng thiện nhân. Hôm nay các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh và quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng cho quý vị. Giờ đây quý vị hãy giữ lòng mình cho thanh tịnh, phát tâm quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, niệm Phật, nghe vãng đức hồng danh Nam Mô Di Đà Phật, đã cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh này là trong nhiều đời quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp xấu ác, như là nghiệp sát trộm dâm dối, ý nghiệp tạo ra những nghiệp si mê, không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, không tin hiểu nhân quả cho nên tạo những nghiệp xấu ác. Giờ đây phải gánh chịu cái quả báo mang thân loài súc sanh, gieo thân vào bếp núc nhà người làm thức ăn cho tất cả loài người. Đó là cái nghiệp xấu ác của quý vị hôm nay phải gánh chịu. May thay, hôm nay quý vị được thoát cái nghiệp cắt chiên xào nấu nướng đâm giả và bị người ta nghiền nhai.
quý vị thoát được cái nghiệp này cũng là nhiều kiếp quý vị đã gieo những cái căn lành, hôm nay thọ mạng của quý vị được thoát những cái nghiệp xấu ác này. Vì vậy quý vị nên phát Bồ Đề tâm, cảm ơn đức của ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Tất cả chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tài ra phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và hôm nay mua tất cả các loài chúng sanh này đem về để phóng sanh, tức là thả chúng sanh không còn ở trong chim lồng cá chậu. Đáng lẽ chiều hôm nay chúng sanh này bị cắt chiên xào nấu nướng đâm giả, quý vị mua cái chết này thì được lại cái công đức vô ý thí, là cái công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Và tất cả chúng sanh giờ đây được quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe vạn đức hồng danh và được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là những công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Giờ đây chư tăng làm lễ phóng sanh để hồi hướng công đức này cho quý vị được siêu thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tình thủy biến sai tam thiên tánh không bấn đừng lời những thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội thiếu khiên hoa diệm hỏa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù tử thư già bất công đức thị tài thiên chương tiên tài chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô hoa tàn giới cá chung vô xứ bất siêu luân thị bất thị thủy diệu cực pháp thân trần bất nhâm trần phần tất tự kỷ nguyên trừ đơn ngoài đơn địch đàn tràng sẽ khô mục như tác dương xuân khiết uế bao nhiêu thành tịnh độ sở vị đà đơn ngoài chúng gian vô trực uế tánh phàm ưu hiện tổng thanh lương Bồ Tát Ly Đồ Cam Lộ Thủy năng đinh đức đích biến thập phương tinh chuyên câu uế tận tiêu trừ phổ xá với duyên tất thanh tịnh. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Vương Bồ Tát, Thiện Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yến Đế Thứ Ba Đà Gia Bồ Đề Tát Đà Bà Gia Ma Ha Tát Đà Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Bàn Chuyện Sử Đà 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 Tòa. Nam mô Tính Kế Lên Đội Yến Môn A Di Đà Bà Lô Yến Đế Thứ Ba Đà Lăng Đà Bà Ma Ha Bàn Ra Sa Mê Tát Bà A Tha Đầu Du Bàn A Thị Dừng Tát Bà Tát Đà Na Ma Bà Gia Ma Bàn Đà Đầu Đà Đi Tha An Đà Bà Lô He Lô Ca Đi Ca Ra Đi Di He Rì Ma Ha Bồ Đề Tát Đà Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Đô lô và sa ya đế ma ha và sa ya đế đà ra đi rì ni tâm và ra ya ra ma và ma ra bồ đề lệ hê hê tân đà ra sam và ra sa la và sam và ra sa ya. Đa ra đa ra tấn rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế rì ya na ra gần chi đế rì san đi na ba ya ma na ta ba ha tấn đa ya ta ba ha ma ha tấn đa ya ta ba ha. Đa ra gần chi ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tấn ra tăng âm bồ khê ya ta ba ma ha tấn đa ya ta ba ha ya kiết ra tấn đa ya ta ba ha ba đà mang kiến tấn đa ya ta ba ha. Ma ba ri tăng kiết ra ya ta ba nam mô hăng ra đa na đa ra ya ya nam mô a ri ya ba lo yến đế thơ ban ra ya ta ba ha an tơ điện đô man đa ra ban đa ya ta ba ha. Ấn tơ điện đô mạnh đa ra bàn đại gia ta bà ha. Đầy các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thương súng sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gồm chánh pháp tinh sâu cùng nguyện thiên. Cầu vạn sinh tịnh độ và chứng được ngôi bất thôi để độ từng chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người trước lòng trần tục lắm. Đối tâm chẳng biết tu trì, gây bao tội ác lại về mang thân, sống đọa đầy chết thường đau khổ, lòng về sừng có đợi được đâu, dù là về chứng lần sau, lưới về tên bắn mất cô thảm mồi, tất cả bất cùng huy phun đồng, lúc đó dù kêu không ai thương.
Muôn phần chết này người cầm chăng mây sau nhờ các vị thiện nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn phép màu vì người kịp hồi đồng quy phần sống dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng đẩy các loài chúng sanh kia. Bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân miệng ý mà sinh ra, hôm nay phá tâm xin sám hối này các loài chúng sanh, hôm nay các viện quy phần lượng tu chung tôn. Hôm nay các viện quy pháp ly dục chung tôn, này các loài chúng sanh, hôm nay các viện quy tăng chúng chung tôn, này các loài chúng sanh, hôm nay các viện quy Phật không đọa địa ngục, này các loài chúng sanh, hôm nay các viện quy pháp không đọa ngạ quỷ. Hôm nay các viện quy tăng không đọa bằng sanh, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Thường cái máy là chúng tôi thâu gắn liền, không có ngắt khoảng. Nếu mà ngắt khoảng là khi cái hơi thở trong máy và mình ngưng lại mình hít thở là nó không có khớp với nhau, là mình bị tán loạn. Mình đang tụng cái trong máy nó ngắt khoảng, cái tự nhiên mình bị phân tâm liền. Cho nên chúng tôi tụng 5 hơi mà kéo sát lại nó thành 1 hơi. Có nhiều Phật tử nói con tụng theo thầy không nổi, hỏi sao vậy? Thầy 1 hơi thì tụng hết bài Đại Bi, con tụng không hết nổi con bỏ. Chúng ta không phải, cái này là 5-7 hơi nhưng mà kéo sát nó lại lúc mình xử lý cái file MP3 này nè. Rồi để một lần nó chạy liên tục để mình không bị phân tâm. Nhưng mà riêng mình có thể mình ngưng mình hít mấy hơi tùy theo mình. Nhưng mà cái hơi mình hít vô sâu mà mình tụng càng dài thì cái tâm nó nhiếp hơn là mình hít hơi ngắn. Nhưng mà không phải lúc nào cũng hít được dài như vậy đâu, tùy theo uyển chuyển, đừng cho nó mệt. Đừng cho nó ngán. Nhớ hai cái là đừng cho mệt và đừng cho ngán. Thì cái pháp này nó phải giữ hoài được. Nên nhớ chỗ này, câu niệm Phật mà nó ngán, nó mệt rồi là bỏ. Cái nguyên tắc là đừng cho mệt, đừng cho ngán. Muốn như vậy thì phải thay đổi làm sao đó để cho nó sảng khoái. Nhưng mà khi mình mở lớn quá, nữa như vậy lớn quá là mình nghe cái tiếng to quá trong máy á, là mình không nghe tiếng mình thì nó cũng sẽ mệt nè. Bữa chúng tôi lên trên này thấy buổi tối mở quá lớn. Thì khi lớn quá thì cái âm thanh nó sẽ vào trong đầu mình, và cái âm thanh của mình phát ra không bằng cái âm thanh trong máy thì nó sẽ ngán liền. Vừa thôi. Khi mà mình tập trung, mình không bị vọng tưởng mà mình tụng một chập bắt đầu cái hơi mình nó dài là do cái sức định của mình nó có. Cho Ấn Tổ nó là cái sức định của người kém sáng, họ niệm 10 hơi, có những hơi 3 câu, 5 câu. Cái sức định người sâu, họ hít một hơi, họ niệm 10 mấy câu cũng có, tùy theo cái sức định và cái hơi dài hay ngắn. Mà cái sức định sâu thì cái hơi dài và họ niệm được nhiều. Còn cái sức định ngắn thì họ niệm được ít, một hơi được 3-4 câu. Tùy thuộc vào tâm lực. Rồi, vậy là giới thiệu cái máy nữa nè ha. Còn một món nữa là hôm bữa có một cô ở dưới Cà Mau, cổ kêu chúng tôi là cổ phát tâm in thần chú Đại Bi để mang theo mỗi lúc mỗi nơi. Cổ nói vậy thôi. Hỏi vì sao cô lại phát tâm như vậy. Cổ nói từ khi con bất an, con có muốn tự tử chết hoài, cuối cùng con không biết làm sao hết, rồi con mới lấy thần chú Đại Bi con bỏ vô giỏ của con, rồi con ngủ con thấy nó yên yên. Rồi con nghe thầy giảng là tụng, con tụng theo, rồi con hết cái tâm muốn tự tử, cái tâm con an vui quá. Là hai phần, một phần con tụng. Mà khi con không tụng thì con mang theo, con bỏ vô giỏ con thì con thấy nó yên ổn. Thần chú ở đâu là có Phật lực gia trì ở đó, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn gia hộ, cho nên con cúng 2 triệu để cho thầy làm. Rồi cuối cùng chúng tôi từ cái cô đó, cô nói cái điều đó, bắt đầu chúng tôi bắt nhịp. Và nói cô Nhã Uyên và thầy Tánh làm thần chú Đại Bi in rất là đẹp, để bên trong này vải màu vàng, có bịch ni lông bọc lại để khỏi nước thấm, và bỏ trong cái bịch này đeo rất là yên ổn.
có thể mình vô nhà vệ sinh mình nhớ mình cởi ra, còn mình lỡ quên cũng không đến nỗi, nhưng mà phải nhớ để cởi ra. Thì thần chú ở chỗ nào thì trong câu thần chú này sẽ phát quang ra. Thần chú gia hộ, thường bên mật tông có một số các vị họ cho những câu thần chú cho người đó đeo, mà người đó không tụng thì cái sức gia trì nó cũng không có bằng là cái thần chú đó mình tụng mà mình đeo. Cái cô đó ở dưới Cà Mau cô nói hay lắm. Cô nói cái lúc con không tụng con đeo, con nghĩ là thần chú đang ở bên người con. Mà khi con tụng nữa đó thì con thấy nó rất an vui, mà con quên tụng thì con thấy thần chú bên người con. Mà khi mình nghĩ đến thần chú là cái tâm lực mình nó có một cái tâm thanh tịnh và có cái sự cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ bàn. Cái này thực sự nó thuộc cái phạm trù gọi rằng là cảm ứng màu nhiệm, chứ không phải mê tín dị đoan. Không phải mê tín dị đoan. Đó là cái túi này thì có một ít người không có, thì vài bữa sẽ làm nữa tặng cho quý vị. Hôm nay cái cuốn sách Thọ Khang Bảo Giám, chú Đức này chú in mấy ngàn bộ, và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư in xong mang lên, ông bỏ 2 tỷ ông in. Thì chúng tôi thấy cái tâm của chú này còn trẻ, mới có 28, 29 tuổi mà phát tâm làm công việc Phật sự quá lớn, cho nên cảm được cái tâm của chúng tôi. Và từ khi chú gặp chúng tôi cũng hơn 1 tháng, đến hôm nay bị đủ nhân viên kinh sách lên, và chúng tôi mới ngồi đây để mà phổ biến tặng cho quý thầy, để nói như cái máy này để mình thấy nó giá trị. Giờ nói nè, Tổ sư Ấn Quang nói là Thọ Khang Bảo Giám là một bộ sách gọi rằng là tối thượng thiện thư, giúp cho người đó kéo dài thọ mạng, ban cho người đó một cái ân phước, đó là thọ mạng kéo dài, tâm được thanh tịnh, không bị nhơ bẩn. Nội dung sách này nói gì? Nói về cái việc ngăn chặn tình dục, ngăn chặn dâm dục, dầu là giữa vợ chồng cũng phải biết tiết chế, thì thọ mạng mới kéo dài. Bộ sách này, mà chú cảm được bộ sách này lúc chú còn trẻ, 3-4 năm về trước chú đọc cuốn sách này hay quá, chú thích quá, và chú đọc 5-7 lần thì chú giữ được một năm. Mà thường tuổi trẻ, mà Tổ sư Ấn Quang nói là bắt đầu từ 15-17 tuổi họ coi phim ảnh, hoặc giả là cha mẹ của họ không biểu pháp là mẹ phải ngủ với đứa con gái, hoặc giả là mẹ phải ngủ đứa con trai út, rồi cha phải ngủ với đứa con trai lớn, còn không là hai vợ chồng không có con là phải ngủ phòng riêng để mình biết tiết chế. Chứ còn khi có con lên rồi mà hai vợ chồng vẫn ngủ phòng chung thì những đứa con nó suy nghĩ cha mẹ mình làm gì trong đó. Dẫu cho hai người đó thanh tịnh, biết kiên giữ, nó cũng phải suy nghĩ. Thì ý niệm này nhen nhúng trong tâm thức nó, cho nên Tổ sư Ấn Quang mới nói có con là mình phải ngủ chia cha mẹ ra ngủ với con, không được ngủ chung. Thì cái ý niệm nhen nhúng trong tâm thức của nó thì bắt đầu nó đòi hỏi, nó tìm tòi, nó suy nghĩ, nó kiếm tìm. Vì bản chất của nó khi vào trong bụng mình là cũng mang tâm ái nhiễm, mình đang ân ái cha mẹ, ân ái nó chui vào trong đó. Thì cái gốc của ân ái đó là sanh tử luân hồi, thì nó đã có sẵn trong tâm rồi, cho nên thành ra lớn lên nó phát triển là chuyện tự nhiên. Mà không cho phát triển nó chịu không nổi, không cách nào nó chịu nổi. Bởi vì trong tâm có sẵn ở bên ngoài để mà kích động vào thì không bao giờ nó giữ được. Thì Ấn Tổ nói 10 đứa hết 9 đứa là thủ dâm, làm tàn hại đời mình. Cho nên bộ sách này chút nữa thầy Minh sẽ đọc cái đoạn mà Ấn Tổ nói là không những trẻ đọc mà già cũng phải đọc. Khi mà đọc thì nó thông cái lý, mà ngộ cái lý. Mà khi mình ngộ cái lý được rồi, như là chú Đức á, ông giữ được một năm, thì ông hỏi vì sao con không giữ được nữa, thì chúng tôi mới nói là lý do giữ không được là chỉ học cái lý và không có hành cái sự. Nếu mà học cái lý mà để mà đốn phá được cái tâm ái dục, tâm sân giận, tâm si mê á, thì bậc này là phải thượng căn thượng trí. Còn bậc trung hạ như chúng ta mà hiểu lý mà không có hành cái sự, tức là phải niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi và dụng công tu hành, ăn năn sám hối á, thì không có cái sự này thì một thời gian là mất liền, như chú Đức mất. Hỏi cái lúc mà chú giữ được một năm thì cái cảm giác chú làm sao? Nói là khỏe, cực kỳ khỏe. Thân thể khỏe, tinh thần sảng khoái, làm việc không mệt mỏi, bị không tốn tinh lực mà. Nhưng mà có một số những người họ nghe qua rồi thì tánh nào vẫn tật đó là do cái cách dụng công, và họ không ngộ được cái lý trong này, cho nên thành ra họ vẫn cứ tiếp tục họ thủ dâm, họ phạm. Những người mà được căn tánh
mà sâu dày đó, mà không e dè, mà không có sắc đó, thì vẫn phạm như thường. Ấn Độ nó vẫn phạm, không giữ nổi. Vì đây là cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình vào trong cõi này, mà không có cái tâm ái này thì không phải là con người. Vì mình sanh ra là do ái dục, cho nên thành ra cái giới tà dâm này thực sự là khó giữ dễ phạm, khó giữ dễ phạm. Đây, bộ sách này là bộ sách ban ân huệ để thọ mạng cho bọn trẻ và những người già luôn. Giá trị cực kỳ. Hôm nay chúng tôi đưa cho quý thầy quý chú là có thể coi sơ sài vài trang rồi vứt bỏ. Chúng tôi nhớ thầy Tánh lúc trước mà thầy đọc vô cuốn sách này 2-3 lần là thầy nói thầy nổi cơ gai ốc lắm. Thầy sợ quá, sợ điến hồn. Những người này có căn lành. Nếu bọn phàm phu mình không có sách thánh hiền để mà đọc thì 3 ngày không đọc sách là gì? Tâm bồ đề thối chuyển, rồi tâm ái dục, tâm sân hận, tâm si mê nổi đầy lên hết, rồi phá hoại toàn bộ công đức trong tâm mình, rồi phá hoại người bên ngoài nữa. Chứ đâu phải phá hại mình không đâu. Nó nổi sân lên rồi làm sùm hết trơn, rồi nói xấu, nói tốt, rồi khoe khoang, rồi chửi tục, chửi thề, rồi ở trong tâm bảo, rồi bắt đầu nghĩ sằn, nghĩ bậy lên. Thì tự họ phá nát hết cái rừng công đức của chính mình và làm cho người khác đau khổ, làm rối loạn hết trơn. Thấy cái nguy hại nữa chưa? Cho nên Ấn Tổ nói, cái bọn trẻ mà bây giờ nó lớn lên mà nó ăn chơi chát tán mà nó quậy nó phá là do những người mẹ không biết tiết dục mà ra, không biết dạy dỗ con mà ra. Đó là những nói những cái đứa mà coi như là nó không có học thức. Còn những cái đứa mà có học thức thì nó phá theo kiểu học thức. Bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, nhưng mà gì? Có trình độ, có tri thức, nhưng mà tâm nó vẫn là tâm gì? Tâm ác. Tâm không thương người, không thương vật, không cứu người, không giúp vật, không giúp vật, không cứu người. Nó chỉ lợi lạc cho họ thôi, cùng lắm là vợ con thôi, chứ còn người bên ngoài họ không biết đến và có thể họ di hại nữa. Thì cũng từ cha mẹ mà sanh ra. Mà lý do gì cha mẹ sanh ra những người đó là không gặp sách thánh hiền. Không gặp sách thánh hiền. Dẫu gặp sách thánh hiền, người ta giới thiệu cho mình tay này lọt qua tay kia, bỏ, lo chạy bằng ăn kiếm tiền kiếm bạc. Đáng lẽ mình quy y rồi đến ngày rằm tháng tư, ngày lễ lớn, hoặc giả là mình coi như là Phật tử thì mình về thắp nhang, thắp hương, đúng không? Không. Tính công việc mất à? Tính công việc mất, đi công việc mất à? Những rằm lớn, những cái ngày mà gọi rằng là vía của Phật là mình phải có mặt ở chùa, gọi là đệ tử Phật. Mình kêu ôi trong tâm được rồi, còn gì hình thức. Nói kiểu này là nói chấp lý phế sự. Tâm thanh tịnh là đạo tràng, ở đâu cũng đạo tràng. Nói cái đó là các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, Bồ Tát đăng địa. Còn mình là phàm phu không thể nói vậy được. Phải có xử lý viên dung. Lẽ lượt là phải về chùa. Không những là buộc phải về chùa Quan Âm, mà chùa nào gần đó mình phải về, mình thắp Phật, em nhang, hoặc làm sao đó. Đó. Thì những cái bộ sách này, những người già cả không thấy đường, đúng không ạ? Thì chúng tôi từ từ sẽ làm cái máy để thầy Tánh hay thầy Minh rảnh sẽ đọc ra quý vị nghe. Cái nghe nó tác dụng rất hay. Hôm qua chú Đức chú đi trên xe phóng sanh chúng tôi, chú nói là bây giờ chú chuẩn bị làm chánh biên, tam biên và tục biên, 3 bộ sách dày đó, chúng tôi bỏ 4-5 tỷ đó in đó. Thì chú nói là con định làm cho hoàn chỉnh lại nữa được không? Thì chúng tôi nói thì chú phát tâm thì cũng tốt, nhưng mà mình qua sách điện tử đi, vô máy, toàn bộ đó mình vô trong một cái máy. Thế dự sách mình in 1.3 triệu bộ đó đi, hơn 1 triệu đó, thì cái máy nó bao nhiêu? Như cái máy này bao nhiêu? Chỉ có 100 mấy, gần 200 ngàn. Cái máy đỏ có 100 ngàn, mà chứa được bao nhiêu cuốn sách, biết bao nhiêu là cuốn sách, mà Phật tử hoan hỷ. Bây giờ mà đưa sách một số các cụ già, chứ người làm biến đọc là không dám nhận cho coi, mà máy là phát bao nhiêu cũng hết. Chú nói ờ đúng rồi, con lên Facebook mà 2.000 cái là hết liền, ta xin hết liền. Cho nên thành ra cái máy rất là đắc lực và đọc để trong đó. Cho nên hôm nay phát sách này, nếu mà các cụ nào đọc không được, đừng có mang về cất và cất trên gác cao. Ổn tội đó. Sách là phải đọc, chứ nếu mà cất trên gác cao không đưa người khác đọc là mang tội. Còn nếu mình đọc được, hoặc giả mình biết con cháu mình có thể đọc là mình nhận luôn, mang về. Còn nếu mà mình đọc không được, mình nhận mình để ở đó mang tội. Nhưng mà ráng đọc, một ngày vài trang cũng được, vài trang cũng được. Thì 3 cái bộ sách này hôm nay chúng tôi lên giới thiệu là do cái công sức mà chú làm đồng tiền mồ hôi nước mắt, mà rất căng thẳng, chú phát tâm chú in chung với thầy Kiến, thầy bán đất bán đồ gì đó, thầy phát tâm thầy làm. Thì hôm nay chúng tôi gọi là tùy hỷ lên tán thán công đức của một số quý Phật tử,
và những người phát tâm để cúng dường, để cho quý thầy quý chú thấy cái giá trị của cái bộ sách này mà tổ sư Ấn Quang nhắc đi nhắc lại trong lá thư, nói tôi gửi cho ông bộ Thọ Khăn Bảo Giám nè, bộ An Sĩ Toàn Thư nè, tôi gửi cho ông một bộ coi như là Cảm Ứng Thiên nè, bộ Gia Ngôn Lục nè, làm một gói, tôi gửi thêm cho ông 5 gói nữa, ông cho người hàng xóm. Cái đó khi mà những người đọc vô thấy bình thường đúng không? Nhưng mà chúng tôi đọc vô thấy phi thường, là Ngài giúp cho người đó thông cái lý chứ. Thử ví dụ chú Pháp hoặc một số mấy anh em thử coi, đọc vô thử coi, rồi từ từ mình thấy cái tâm mình nó chuyển biến làm sao, Thách Thánh Hiền chuyển cái tâm phàm phu làm sao, Sách Thánh phải chuyển cái tâm phàm làm sao, mình thấy nó tuyệt, rất tuyệt. Rồi từ khi đó mình thâm nhập, rồi bắt đầu mình đi nói cho những người khác. Thì khi nói cho người khác, rồi người khác nói cho người khác, người khác nói cho người khác nữa. Nhưng hôm nay 500 người rồi về họ đọc, rồi họ nói cho người khác nữa. Thì cái người nói thứ nhất là được 500 phần, mấy triệu phần công đức khi nó lan truyền như vậy. Gọi là thiện nghiệp, nó cũng có cái sự biến chuyển trong đó, tăng thượng duyên trong đó, hiểu không? Hâm mộ hoằng pháp, lưu truyền Phật pháp, chúng sanh ở cổ đời mới bất khổ. Thì bây giờ cái cuốn sách Thọ Khăn Bảo Giám này nói cái gì? Và tổ sư Ấn Quang có giới thiệu trong này, thì thầy Minh đọc một đoạn này để cho đại chúng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức và toàn thể đại chúng, cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. 10 điều cung kính khi đọc sách của tổ sư Ấn Quang. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính, có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn sẽ mắc tội vô lượng. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính, như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết, khen ngợi tác giả, vận tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, súc miệng, đặt sách lên bàn sạch, trong gian phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hãy ngộ nhập được một câu, một chữ đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp văn làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ, tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại,
để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. Mười đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diễn nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Thọ Khan Bảo Giám giảng giải Đại sư Ấn Quang, Việt dịch Bửu Quang từ đệ tử Như Hòa. Hãy nên lấy Thọ Khan Bảo Giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ, phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi thường nói đến chuyện họ phước. Đôi lời bày tỏ, bộ sách này rất cần thiết cho giới trẻ hiện thời, bởi đời sau chẳng những đạo luật của quốc gia không hề đề cập đến, ngay cả cha mẹ đối với con cái của mình cũng không giảng nói đạo lý giới dâm bảo toàn sanh mạng, khiến cho rất nhiều thanh thiếu niên bởi vì vô tri tham dâm mà đoạn mất đi tánh mạng quý giá, quả thật đáng buồn. Hy vọng khi mọi người gặp được quyển sách này, đọc tỉ mỉ cũng như triển khai lưu thông, thường xuyên cảnh tỉnh bản thân và khuyên bảo những người xung quanh mình, nếu như không mang những đạo lý này nhắc nhở người đời, tức thời lỡ mất công từ bi cứu độ của Phật Như Lai vậy. Lời mở đầu, con người từ sắc dục mà sanh, cho nên tập khí này đặc biệt sâu đậm. Hễ không kiên dè cẩn thận, phần nhiều sẽ đến nỗi chết vì sắc dục. Các bậc thánh vương thời cổ vì yêu thương dân, cho nên đối với chuyện vợ chồng ân ái chẳng tiếc công, sai quan truyền lệnh dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường, ngõ hầu người dân khỏi phải sầu lo vì trót lầm lẫn mà mất đi tánh mạng. Lòng từ ái ấy đúng là khôn xiết, cho đến đời sau không chỉ chánh lệnh của nước nhà chẳng còn nhắc đến, ngay cả cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái, đến nỗi đại đa số thiếu niên do lầm lạc mà mất đi tánh mạng, đáng buồn quá sức. Bất huệ sống trên cõi đời mấy chục năm, thấy nghe khá nhiều khôn ngăn bi thương. Do vậy Quyên Mộ in cuốn sách này để mong những người cùng hàng đều được sống lâu mạnh khỏe. Mong sao những người có được cuốn sách này ai nấy đều đọc kỹ, xoay vần lưu thông, đừng để phí tâm tư tiền tài mà trọn chẳng được mảy may lợi ích thật sự nào, thì may mắn lắm thay. Đề tựa sách Thọ Khan Bảo Giám, chẳng có ai không muốn trường thọ, mạnh khỏe, yên ổn, con cháu đông đảo, công nghiệp lẫy lừng, vận may đưa tới. Cũng không có ai muốn bị đoạn mạng, chết yểu, bệnh tật, con cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là niềm mong ước thường tình của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa trẻ mới cao ba thước, không ai là chẳng mong muốn như vậy. Dẫu là kẻ chí ngu cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chán phước, ghét lành. Nhưng kẻ hiếu sắc tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và những chuyện thân họ làm đích thực là trái nghịch nhau. Rốt cuộc đến nỗi chuyện chẳng mong muốn lại bị, chuyện mong muốn không có cách nào đạt được, chẳng đáng buồn ư. Khoan hãy nói đến những kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu, chỉ mong mỏi chuyện ấy. Ngay trong vòng vợ chồng nếu cứ tham đắm, ắt sẽ bị tán thân mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá mức tham đắm, nhưng do không biết kiên kỵ. Những chuyện kiên kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách, cho nên ở đây tôi không ghi rõ, cứ mạo muội theo đuổi đến nỗi bị tử vong, thật quá đáng thương. Vì thế tiền hiền soạn sách Bất Khả Lục thuật rõ cặn kẽ mối hại sắc dục, sưu tập những câu cách ngôn khuyên răn kiên dâm bớt dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện họa dâm, phương pháp trì giới như ngày tháng, những lúc,
những nơi chốn, những người, những việc nên kiên kỵ, chẳng ngại phiền phức đều được trình bày cặn kẽ, ngõ hầu người đọc biết phải nên kiên dè những gì. Tâm giác thế cứu dân ấy có thể nói là khẩn thiết, châu đáo, thiết tha hết mực. Ấn Quang lại tăng đính sách ấy, đặt tên là Thọ Khang Bảo Giám, và nguyên mộ để in ra hồng lưu truyền rộng rãi, là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được. Một đệ tử của Quang là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tin sâu Phật Pháp. Cùng với nhóm ông Quang Quýnh Chi v.v. đồng sáng lập Tịnh Nghiệp Xã trong những năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924, thường muốn đến núi Phổ Đà quy y, do bận việc nên chưa được thọ nguyện. Năm Dân Quốc 14-1925, ông ta mắc bệnh cổ trướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc Tàu, thuốc Tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8, thanh toán tiền thuốc, vì số tiền quá lớn liền bực mình nói, từ đây dù có chết, ta cũng không uống thuốc nữa. Bà vợ bèn đối trước Phật cầu đảo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật, cầu cho chồng được lành bệnh. Ngay trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển biến, đi tiêu xả ào ạt nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, Quang đến đất thân Thượng Hải, ngụ tại chùa Thái Bình. Ngày mồng 2 tháng 9 đến Tịnh Nghiệp Xã, họp mặt cùng ông Quang Quýnh Chi, ông Tế Đồng cũng có mặt. Tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khí sắc thuần tịnh, tươi tắn không ai bằng. Gặp Quang, ông ta vui mừng thưa, sư phụ đến rồi, con xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa. Ông ta chọn ngày mồng 8, cùng vợ đến chùa Thái Bình, cùng thọ tam quy ngũ giới, lại thỉnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, Quang Quýnh Chi, Đinh Quế Tiêu, Âu Dương Thạch Chi, Từ Trĩ Liên, Nhậm Tâm Bạch văn văn, bồi tiếp Quang dùng cơm. Ngày mồng 10 lại mời Quang đến nhà dùng cơm và nói, sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử, bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ. Quang nói, cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng. Tiếc là chưa nói rõ chuyện phải thận trọng, chính là chuyện phòng sự ân ái. Đến hôm cuối tháng tại Công Đức Lâm, mở hội cảm hóa nhà tù, ông ta cũng dự hội. Buổi hội giải tán xong, có mười mấy người giữ Quang lại dùng cơm, ông ta vừa mới đến, bèn cùng người trong coi sổ sách trao đổi mấy câu rồi đi, sắc mặt giống hệt như người chết. Quang biết là do ông ta phạm phải phòng sự mà ra. Rất hối tiếc lúc đó chị nói, cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, chưa từng nói rõ duyên do đến nỗi ông ta lại bị nguy ngập. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy Minh vừa đọc qua 10 điều cung kính khi đọc sách. Cái này là của tổ sư Ấn Quang. Khi đọc xong một bộ sách phải nghĩ ra cái cách để mà lưu thông và tập hợp chúng lại và khuyến khích để lưu thông, và có thể chuyển qua sách điện tử bằng cách mình đọc ra để cho những người không biết chữ để họ nghe, tìm mọi cách để mình lưu thông. Và mình học rồi mình thực hành, rồi bắt đầu mình dạy lại những người họ đủ duyên với mình. Thì công đức này gọi là pháp thí, thắng hơn mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, mà ái diệt hết khổ đau. Những cái câu này trong kinh Phật mà mình nghe mình bỏ ngoài tai, cho nên nó không có tác dụng để mà mình tu hành, để mà mình hưởng thụ Phật Pháp. Ông La Tế Đồng này coi như là Ngài vì thương ông quá, cho nên Ngài mới làm ra và sưu tầm và để cho in lưu thông cái cuốn sách Thọ Khang Bảo Giám này để cứu dân. Chúng tôi có biết một gia đình. Gia đình cô này có vô trong này một hai lần.
hai vợ chồng Hải Vân chung cái nhóm hương nguyện của cô Nga ở thủ đô Hà Nội. Thì khi mà cổ nghe chúng tôi nhắc đến cái bộ sách này và cổ nghe chúng tôi giảng về bảo thân tiết dục của Tổ sư Ấn Quang, thì hai vợ chồng bắt đầu ngủ riêng, không ngủ chung phòng nữa. Thì người mẹ là vợ đó là ngủ với đứa con trai, trai nhỏ. Người chồng là ngủ đứa con trai lớn. Không có nói gì cái bộ sách này cả mà bắt đầu thực hành. Cho nên Tổ Ấn Quang nói dùng thân để giáo hóa thì con cái người khác thuận theo. Còn nếu mà thân mình không giáo hóa mà mình nói cho họ đó, thì dùng cái lời nói để giáo hóa thì nó có cái sự tranh cãi. Thì hai vợ chồng bắt đầu ngủ riêng phòng và chia ra ngủ với con cái. Thì đứa trai lớn nó học 12 hay vô đại học gì đó, mà khi mà nó đi lên nó học, nó gặp những bạn gái là nó khởi cái gì, cái niệm dâm nó khởi liên tục, không khi nào nó không chế được, không cách nào nó không chế được. Nhưng mà không về nó không dám nói. Mà từ khi bắt đầu hai vợ chồng ngủ riêng thì bắt đầu nó để ý, nó suy nghĩ, và cuối cùng nó hỏi là bố mẹ ngủ riêng đến bữa nay bao lâu rồi? Kêu hơn năm. Nghe nó ngạc nhiên, nó rất ngạc nhiên, mà hai vợ chồng này cũng không phải là lớn tuổi lắm, khoảng ba mấy, bốn mươi, bốn mấy trở lại, không có đến 50 đâu. Thì khi nó nghe như vậy rồi bắt đầu cái phước của hai vợ chồng mà tiết dục đó, giữ được cái giới này đó, thì động chạm vào tâm thức nó thì nó liền biến mất ý niệm là tuổi trẻ 18-20 mà, liền biến mất ý niệm là nghĩ đến phụ nữ và suy nghĩ đến cái chuyện hành dâm, mất liền. Ghê. Gia đình có vô nói chuyện với chúng tôi. Thì đó là họ hành trì, họ nghe rồi họ hành trì, rồi ảnh hưởng đến người khác. Ở đây là cha mẹ nên lưu tâm, nên ngủ phòng riêng. Mà Ấn Tổ nói ngủ phòng riêng, vợ ngủ một phòng, chồng ngủ một phòng, hay ngủ với con cái, là mình đem cái hơi ấm của mình đem cái sự dạy dỗ của mình gần gũi nó, thì lớn lên nó có cái sự thân thiết với mình. Mà Tổ sư Ấn Quang gọi là thiện túc. Ngủ một mình gọi là thiện túc. Túc là ngủ. Ngủ để trở thành con người thánh thiện, ngủ để cho tâm thức mình trở thành thánh thiện. Thì người này gọi là ngủ một mình là thiện túc, ngủ hai mình là ác túc. Hả? Thì thiện với ác là do tự nơi cái chữ sinh hoạt của mình. Thực sự chưa khi nào chúng tôi có cái cảm xúc mà nói những cái điều này như ngày hôm nay giữa đại chúng. Nếu thực sự nếu mà thầy Minh hoặc chúng tôi và các thầy mà chứng A La Hán tư hoặc tham sân si mạn nghi là tham về tài sắc danh thực thì mà ngủ dục á, tối chúng tôi nói với thầy Phiên á, tài sắc danh thực thì nó đều bổ túc cho cái tình dục này hết. Nếu mà mình ăn tiết chế mà mình ngủ nhiều cũng bị dính. Nếu ngủ tiết chế mà ăn nhiều quá cũng bị dính. Tiền nó cũng là cơ hội để nó đi đến cái chuyện mình sắc dục, tình dục. Ngủ dục là nó hỗ trợ cho nhau hết trong đó. Nếu anh em mình chứng A-la-hán rồi, mà khi chứng A-la-hán thì người ta phải có ngũ thông, lục thông. Mình đâu có cái thông nào đâu là mình biết chưa chứng cái gì cả. Mà nếu chứng A-la-hán như thầy Minh chứng A-la-hán thì khỏi khỏi bàn, cho thầy đi ra ngoài muốn làm gì làm đi. Được, không sao, ông chứng A-la-hán rồi. Nhưng mà chưa chứng A-la-hán phải dè dặt kinh sợ như đang đi trên băng mỏng hoặc sát vực sâu. Đừng có giỡn người, gần bực thì đen, gần lửa thì cháy à. Cái câu này chúng tôi nhớ sâu sắc vô cùng. Vì mình chưa chứng cho nên thành ra cái chủng tử ái dục nó chưa có hết. Nó len lỏi cho lúc đó nó phạm. Đỡ không kịp. Bây giờ phải bằng cách nào? Niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Ngài có cái nguyện là ai nhiều tham dục tham ái, niệm danh hiệu Ngài là nhanh biến mất sân hận và si mê cũng thế. Ấn Tổ hay nhắc trong băng sao. Thì có cái câu chuyện chúng tôi kể chưa có đại chúng, mà chắc là chú Châu bây giờ nghe nói Thọ Tỳ Kheo hay là xuất gia rồi, nếu mà thầy có nghe chắc là thầy cũng hoan hỷ. Bây giờ cái biểu pháp của thầy quá hay. Cái lúc thầy với lại chú Đăng xin về nhà thăm nhà, đi hai người là chúng tôi cho. Cho nên hôm nay chúng tôi nói điều này ra là phải nên đi hai người ra ngoài. Đi một người thì dễ phạm vào ác túc. Nếu mà hai người là sẽ hai người nam ngủ chung với nhau là thiện túc. Mà nếu mà hai người nam mà bê đê thì cũng vẫn là ác túc. Mình phải lý luận nó sâu như thế. Rồi đi về nhà. Về nhà thì chú Đăng ở một nhà, ông ở nhà. Mà về cũng không có điện thoại, mà mượn điện thoại mẹ gọi mấy người bạn gái lúc trước rồi
Không biết cô bạn nào đó gọi xong cái hẹn nhau ra quán cà phê ngồi chơi, uống nước cà phê, đồ này nọ xong. Nói qua nói lại gì đó, cái bắt đầu cô này nói thôi đi mua quần áo để vô khách sạn nha. Kêu ừ, chấp nhận luôn. Tự nhiên lúc đó làm sao không biết chúng tôi, cô này trong cái quá trình cô đi mua quần áo cho chú là người đời mới đi vô khách sạn được chứ, mặc đâu tu sao vô. Thì cuối cùng cái là chúng tôi tự nhiên tình cờ điện xuống, điện thăm thôi chứ mình cũng có thần thông thấy ông đang làm gì vậy đó. Tự nhiên điện xuống cái ông hơi quá, ông kia đang ở đâu, làm giống như là mình biết rõ mà đâu biết gì đâu. Thì thường như chúng tôi hay gọi là đang ở đâu à, mấy thầy đang đi công chuyện gì, là cái miệng chúng tôi là cái câu hỏi đầu tiên là đang ở đâu. Cái ông kia dạ đang ở quán cà phê, ông nói gặp ngừng rồi. Thì cuối cùng cái là ông kia, ủa sao thầy không biết ta, mình thì mình nói đại, mình gọi đại chứ mình đâu có thần thông mà biết ông đang làm cái chuyện đó đâu. Cuối cùng cái là ổng quảng hốt rồi, bắt đầu chạy vô Quan Âm. Bồ Tát cứu con, hết chết rồi, chết. Bồ Tát cứu con, Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Ông niệm một chập cái tự nhiên cái cô đó về, cái Bồ Tát chuyển cô đó, chuyển ổng luôn. Không biết làm sao đó, tự nhiên cái cô đó nói thôi để khi khác, mua quần áo về rồi đó, mà kêu thôi để khi khác đó. Hay không? Tâm của chú này chuyển, tâm của vị này chuyển thì người khác chuyển. Tất cả đều do hai cái tâm nó có sự cảm ứng giao thoa lẫn nhau hết. Nhất thiết di tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp di thức, nghèo, giàu, khổ, cực, dâm, loạn. Bất cứ cái chuyện gì cũng từ tâm mình khởi lên, chứ đừng có nói người khác hại mình. Giàu, nghèo, sang, hèn, trột, lé, đọa hay là thiêu, siêu, thanh, từ tâm mình tạo ra nghiệp, rồi tâm mình không chuyển được nghiệp, rồi tâm mình chiêu cảm lại hết. Đừng có đổ hô là nghiệp quá khứ có duyên nhiều kiếp, mà do nghiệp hiện tại vẫn là quyết định, vẫn là quyết định. Công nhận Bồ Tát linh thiêng. Ông về thì khai thiệt ra như vậy. Thì chúng tôi nói ồ, cái người chân thật khai thiệt thì vẫn hoan hỷ cho chú ở. Nếu mà bây giờ mà thầy Tọa Tỳ Kheo nghe nó đi học ở đâu đó thì nghe cũng là hoan hỷ thôi, không có gì. Bởi vì biểu pháp chuyện nó đã qua rồi. Đó là cái việc mà chúng tôi nói quý vị, ngoài cái chuyện mà đọc sách rồi phải niệm Phật, niệm Quan Âm. Niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi, có một cái pháp để nó bảo hộ. Mà cái pháp bảo hộ này để mà mình gọi rằng là hộ thân, hộ tâm, hộ quốc. Tổ sư Ấn Quang nói hộ thân của mình để thân mình không có phạm phải sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Sát trộm dâm dối là từ nơi cái nghiệp của thân. Cái nghiệp của khẩu mình gọi rằng là thường trì chú đại bi niệm Phật, thì khẩu mình không có nói láo, khai khoan, đâm thọc, rửa chửi. Mà thường mình trì chú, mình niệm Phật thì ý mình nó sẽ nhạt nhè cái tham sân si. Nó không có lừng lẫy, nó không có làm chủ bản tâm để nó hại mình. Nếu mình không niệm nó thì nó lừng lẫy, mà hai thời công phu là cũng không có đến đâu. Không đến đâu, chỉ là cái duyên để mình kết duyên, để mình nguyện bản sanh thôi. Chứ ra ngoài hai thời công phu mình bỏ thì cái công phu yếu nhất giống như cưỡi ngựa xem đèn, chả ăn thua gì nó đâu. Vô lượng đời kiếp đến bây giờ, cái nghiệp chướng mình tham sân si là cái tư hoạt đó, khởi hoạt tạo nghiệp sát chỗ dâm dối, nó đầy ngập trong này. Nếu nó có hình tướng là hư không này, không thể chứa nó nổi, thì hỏi làm sao mà nó nhẹ. Nặng lắm ấy chứ. Mà tu rai rai, tu tà tà, mà làm sao mà nó có thể mà đột phá nó nổi. Không đột phá nổi, nó bật ngược lại liên tục. Mà khi mà mình vượt qua chướng ngại rồi á, mà mình hành trì rồi đó, thì cái khí phách của con người mình nó khí phách. Cũng như hôm qua gặp thầy Giác hỏi, bữa nay công phu không? Ông kêu có, ông nói rất dõng dạc. Bởi vì cái người nó có làm điều tốt là họ nói rất dõng dạc. Mà lỡ ông không có công phu nữa, ông hay nói, con mệt. Ông nói nghe thấy thương lắm, để cho khỏi phạt đó mà. Bữa nào hỏi sao không công phu, cái con mệt. Ông nói nghe dễ thương lắm. Mà bữa nào có công phu nó dõng dạc, còn có. Cái người mà họ mà hành trì mà nó có khí phách của cái người thánh hiền rồi, khí phách họ có rồi thì tâm họ rất bình tĩnh, rất an vui, rất an lạc, mà nó có cái khí chất của thánh hiền. Còn cái khí chất của phàm phu thì sợ sệt, e dè, lo lắng, bất an. Tự mình làm kẻ phàm phu rồi, mình làm mấy kẻ giả thiện, ngụy thiện nhân, thì mình tự nhiên nó không ổn trong đó. Rồi nó hiện ra tướng trong đó, rồi bắt đầu nó đọa lạc. Cũng do mình hết thôi, chứ ai hại mình đâu. Cho nên cái chùa chúng tôi hôm nay là nói điều này để thông báo với đại chúng. Thông báo trước cách đây 5-7 năm rồi, chứ không phải là mới đây.
Trước thầy những đức còn ở trên này là nuôi 30-40 cô trẻ. Chúng tôi kêu thầy mời các cô ra bên ngoài để cho mấy thầy mấy chú yên tâm tu. Ông cái được mà cuối cùng không mời, không cho ra. Chúng tôi kêu xuống khu chân tu hỏi thì thầy Nhân Đức nói rằng là con không làm được chuyện này, thầy làm đi. Cho nên nó ổ, ông không làm mà sao ông không nói cho tôi, để đến bây giờ. Chúng tôi lên làm, đưa các cô trẻ xuống pháp thường, đi các nơi đồ này nọ hết. Các chú, các thầy ở đây rất là yên tâm, yên ổn tu tập. Chúng tôi nói cái điều này để cho các thầy, các chú hiểu ra rằng là cái việc mà giữa nam với nữ ở chung chạ mà trẻ đó, thì Ấn Tổ Ngài nói là cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà thầy Nhuận Đức, ông chứng A-la-hán, ông hết tham dục rồi đó, ông sống chung không khởi niệm á, thì các chúng, các thầy vẫn bị chướng ngại. Mà các chúng, các thầy mà kiềm chế được thì người phụ nữ đó họ cũng không thể kiềm chế được. Cho nên thành ra có cái cô đó, cô nói bây giờ con lên cư sĩ Lâm ở bên Thượng Hải đó, xin Ấn Tổ viết cái thư. Thầy Ngài nói nè, con lên trên đó một hoặc hai lần thôi, đừng có lên thường xuyên. Con vẫn là phàm phu, các thầy vẫn là phàm phu. Lâu ngày rồi nó có cái chuyện gần gũi với nhau, gần mực thì đen, gần lửa là cháy. Nó phạm rồi một cái thì mang tiếng Phật Pháp, con đọa chết. Ghê chưa? Lên mà lên cho hai lần thôi chứ không cho lên nhiều. Thì bây giờ chúng tôi cũng đang ngồi suy nghĩ, bây giờ các cô trẻ ở bên ngoài vô đây để mà tu, chẳng lẽ mình không cho? Mà nếu mà vô đây tu mà mấy thầy mà yếu là chống mặt chống mày, mấy chú chịu không nổi. Chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Mà riêng mấy bà già đôi khi là nó có cái chướng nữa là thương mấy ông thầy trẻ. Cái tình cảm nó không có ngăn cách, nó không có phân biệt cái tuổi tác đó. Có nhiều Phật tử, rất nhiều Phật tử hỏi chúng tôi, thầy Nhuận Đức cũng lên ông giảng rất là nhiều. Rồi con thấy là cái quy định của chùa Quan Âm là không có nuôi nữ trẻ, chỉ ở bên ngoài. Chỉ có hai cô trẻ nuôi các cụ già ở bên kia mà chúng tôi răn đe thiệt kỹ. Bây giờ không có hai cô đó là không ai nuôi các cụ già nằm bên đó, mà riêng biệt cái khu bên đó. Hồi trước có thầy Phiên ở gần đó mà chúng tôi cũng đẩy xuống khu chuyên tu rồi, cũng sợ chứ. Rồi cuối cùng thì xây cái nhà bên ngoài này thì cho ra hết bên ngoài. Chùa tăng là tăng thôi. Còn một số các chùa, các thầy nuôi tăng ni là các thầy có cách để mà phòng hộ thì chúng ta không dám bàn đến rồi. Mà riêng chùa chúng tôi thì bây giờ là không nhận nữ trẻ được. Chỉ có một cái cô khoảng ba mấy 40 tuổi ở khu chuyên tu là bị tập đi cờ giật hôm qua mới giật kinh phong. Không biết gửi đi đâu nữa hết. Mà cổ cứ cờ giật kinh phong hoài. Thì bây giờ không còn chỗ nương tựa nữa. Mà vài bữa nữa thì cái nhà trên này xong là cũng phải đưa lên. Nó phải có sự ngăn cách, bởi vì là phàm phu chưa chứng thánh thì phải có cái giới luật ràng buộc về sự tướng và lý tánh luôn. Chứ không nói, ồ, tôi thanh tịnh rồi, tôi niệm Phật, không sao quá. Không thể nói vậy được. Mình phải làm biểu pháp. Mấy Phật tử hỏi bây giờ chùa hộ pháp với nó nữ đông quá, thì thầy cũng có cái lý do của thầy là bây giờ không có các cô đó là không có nam để mà lo cho các cụ, buộc phải có mấy cô. Đúng. Được chuyện này mà mất chuyện kia. Được thì ít mà mất thì nhiều, hại thì nhiều. Rồi thầy cũng nói rằng là mình không có lòng từ bi để cứu độ chúng sanh. Phải nuôi mỗi đối tượng hết. Đúng, lòng từ bi phải có trí tuệ. Hôm nay chúng ta nói điều này để mong thầy Nhuận Đức nghe và suy nghĩ lại coi thử coi là lời Văn Sao Ấn Tổ nói có đúng hay không. Lời Thọ Khang Bảo Giám nói có đúng hay không. Ấn Tổ thường nói nếu mà cái người đó chứng sơ quả, Tư Đồ Hoàng, tham sân si làm nhẹ thôi chứ chưa đoạn được, thì họ còn 7 lần sanh lên trời, 7 lần xuống nhân gian. Mà khi họ sanh vô nhân gian á, thì họ cày cấy á, thì 7 tấc 7 thước á, là trùng kiến không có lại gần mũi cày của họ được. Tự nhiên cái lực của họ tu mà chứng sơ quả đó là nó dạt hết trùng kiến ra, họ không có phạm tội sát sanh. Dẫu cho họ là cư sĩ mà họ lập gia đình là vì chuyện sanh con cái, chứ không thể nào bắt họ quan hệ liên tục được. Nếu mà bắt họ mà họ không làm thì thà họ chết chứ không bao giờ họ phạm. Thì vô sơ quả. Được. Ghê chưa? Vậy mà vẫn còn phải sanh tử lên trên trời 7 lần, xuống nhân gian 7 lần. Còn mình là phàm phu thứ thiệt. Cho nên dạy cho người ta niệm Phật mà không có dạy về cái giới sắc sanh, giới tà dâm, những cái gì là luân thường, là bổn phận, là cách Phật, là trí tri, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, là tề gia ha, thì coi như là cái niệm Phật này không kết quả. Vì sao?
vì miệng niệm Phật mà tâm không ngăn cách và không có cho họ ràng buộc trong giới luật, không có ngăn cách được vật dục ấy, và không có ràng buộc trong giới luật thì sao? Thì miệng có niệm Phật mà tâm ngăn cách với Phật, vì tâm này tâm ô nhiễm. Mà nếu mà cái cách mà ngăn cách thì Tổ Ấn Quang vẫn nói là mình phải có khoảng cách, khoảng cách tối đa luôn. Thì có một số các thầy nói là con đi đến nhà Phật tử cúng thì theo lời Tổ có cái ý kiến gì hay không? Ngài nói được, mấy ông đi tới đó cúng ứng phó đạo tràng giúp cho người ta tốt. Mà người phụ nữ phải ngồi bên trong mắt, không thấy cái vai, không thấy cái lưng của mấy ông thầy luôn. Dẫu cái nhà không có bức tường thì phải lấy miếng vải che lại để người phụ nữ á, là ngồi bên trong á, nữ trẻ đó, ngồi hết bên trong như vậy đó. Đừng thấy cái lưng của mấy ông thầy, cũng đừng có thấy cái mặt của mấy ông thầy, để cái lúc mấy thầy đi về xong rồi hai bên không gặp nhau. Mình ở đây mình thấy quá trời đó. Mình là phàm phu mà mình không e dè, không e dè. Rồi đến cái lúc mà gọi là nó thành khói rồi á, thì chết, chết. Cho nên là có cái ông đó, ông hỏi bây giờ cô muốn niệm Phật để vãng sanh thì cái gì là tiên quyết? Thì ông này là ông cư sĩ có gia đình. Thì Tổ Ấn Quang mới nói chỗ này là lắng nghe này, lắng nghe này, lắng nghe này. Nếu dâm tâm ông không trừ, dẫu cho vợ chồng chính thức mà dâm tâm ông không trừ thì ông không thoát ly sanh tử, mà ông không thể vãng sanh được. Bởi vì cái dâm tâm này cấu kết nơi tâm ông, cái dâm dục này nó cấu kết nơi tâm ông, thì nó ngăn cách với Phật. Lúc lâm chung ông niệm Phật nhưng mà tâm ông không cảm được với Phật. Miệng ông niệm mà tâm ông nhớ vợ, nhớ những người nữ sắc, thì tâm này ngăn cách với Phật. Ông niệm như vậy như con giả tràng xe cát biển đông. Con giả tràng giống như con cua, con còng, nó xe cát thành một đống cái nước biển vô, cái trôi mất, suốt ngày nó làm mấy kiểu đó. Mình cũng niệm Phật đồ vậy đó, nhưng mà cuối cùng tâm dâm nó không trừ thì nó không có thể nào mà cảm ứng cùng Phật, gọi là ngăn cách với Phật. Cho nên hôm nay chúng tôi nói điều này, thực sự thầy Nhật Đức nghe ông sẽ suy nghĩ, mà khó, cái tính của thầy này rất khó. Riêng đại chúng chúng tôi còn quản lý thì còn được, chứ giờ xa cách chúng tôi là chúng tôi không cách nào nói được. Nhiều lúc chúng tôi ở khu chuyên tu, có nhiều người trên này họ làm lén lúc họ đi ra ngoài cũng không biết được. Quản lý trên này dưới đó quản lý còn không nổi, đừng nói quản lý chùa hộ pháp, sao quản lý nổi. Cho nên ra Tổ hôm qua người nói tôi không trụ trì để khỏi quản lý chúng, không có thời gian. Không phải tôi ích kỷ đâu mà tôi có không có thời gian. Cái ông đó ông xin linh nham sơn tử, ông nói ông lên đây một chén trà tôi cũng rót cho ông. Tôi suốt ngày bận biểu thư từ gửi, tôi tu tôi không có thời gian. Nếu ông muốn ông đọc Thọ Khang Bảo Giám này, ông đọc Văn Sao đó, tôi nói cũng đâu ngoài cái đó. Ông về ông hành trì đi, tôi đây tôi lo cho tôi chưa xong mà bây giờ tôi lên tôi lo cho ông. Không phải tôi ích kỷ, nhưng mà tôi nghĩ là tôi không có thời gian, không có khả năng làm chuyện này. Chưa nói rồi một thời gian tôi ra đi rồi ông làm cái gì đó, rồi tôi làm mang tiếng thầy ông, rồi ông làm sai làm bậy rồi tôi đọa theo ông nữa. Nên không xuất gia cho ai. Nghe tưởng ngài ích kỷ đúng không? Không xuất gia cho ai. Nghe tưởng chừng ích kỷ phải không? Không phải. Tổ là Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí, ngài nói có cái ý của ngài cho nó. Riêng chúng tôi thì tất cả như thầy Nhuận Đức là giới hòa thượng quản hiển, tất cả anh em trong này là đều xuất gia với các vị hòa thượng lớn hết. Rồi anh em bạn đồng tu với nhau, huynh đệ đó. Thường quý thầy kêu với chú kêu sư phụ, chứ thực sự chúng tôi nghĩ là huynh đệ. Sư phụ là chính thức chúng tôi xuống tóc. Tuy nhiên mấy thầy vẫn quý mến cái pháp môn tu và cái môi trường này, và cái sự thân thiện với chúng tôi, với thầy vẫn ở xuất gia mà không đi theo các vị hòa thượng đó, là bởi vì do cái phương pháp ở đây mấy thầy phù hợp. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói rõ ràng. À, như vậy nói để làm gì? Nói thầy Nhuận Đức để làm gì? Không phải bêu rêu xấu thầy, mà là cái gì? Mà để cho chúng của mình được nhiếp hộ trong này. Ví dụ trên này, ví dụ thầy Phổ, rồi một số, rồi mấy thầy đội trên này phải không? Nhận những người nữ vô cơ nhỡ một hai đêm, rồi tìm cách để cho họ ra ngoài, hoặc giả là họ về lại nhà liền, chứ không có thể ở trong này mà im giấu giếm như lúc trước. Mà thầy Nhuận Đức để số lượng quá nhiều, mà chúng tôi kêu cho ra cũng không cho ra luôn. Từ bi phải có trí tuệ. Nói như vậy để đại chúng biết rằng là mình là phàm phu, phải giữ cái thân phận phàm phu, phải có khoảng cách giữa nam với nữ. Có khoảng cách. Cho nên Ấn Tổ nói nè, nam nữ về thể chất cũng khác, thân tướng là khác, là thể chất, đúng không? Người nam khác người nữ không? Khác, rất khác. Khác mọi cái bộ phận, khác mọi trong cái phần trong cơ thể mình, gọi rằng là thể chất là khác. Mà nghiệp lực cũng khác luôn. Thì làm sao mà gọi là đồng ở chung với nhau được? Ôi, cái lý luận chỗ này sâu tuyệt.
Thì chỉ trường hợp họ có vợ có chồng thì họ phải ở chung với nhau để sanh con đẻ cái. Cái đó là lý tất nhiên để mà nói dỗi tông đường con cái, để mà về sau để mà gọi rằng là dỗ quẩy cúng kiến rồi gia tộc để mà lưu truyền với nhau. Nhưng mà hầu như cái con người mà kêu để mà sanh con đẻ cái để mà nói truyền cái gia tộc thì ít, mà họ vui thú gì cái dâm dục là nhiều. Để ý coi, bạn bè trai gái mới gần gũi mới quen biết nhau thì họ nghĩ đến cái chuyện này rồi, họ nghĩ đến cái chuyện quan hệ rồi. Bây giờ mà tìm một cái đứa trẻ bây giờ á, ngang trẻ nói là tuổi trẻ bây giờ đó, mà tìm giống như người hồi xưa á, trong này có những người hồi xưa nè, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đến khi về gặp vợ chồng gặp nhau thì lúc đó mới biết mặt luôn. Bây giờ chưa đám cưới đã là phá thai rồi. Tình trạng này là do cái gì? Không đọc Thọ Khang Bảo Giáo, không học giới luật và Phật. Tuy rằng người đó là Phật tử, Phật tử A, Phật tử B. Đừng giỡn mặt, đừng giỡn ngươi. Chúng tôi thực sự là kinh khiếp. Khi mà suy nghĩ rồi, nó dồn cục trong đó là suốt ngày nó để cái tâm vô đó. Bắt đầu gương mặt mình bắt đầu nó xấu xí. Cái người mà thường nghĩ dâm dục là gương mặt nó xấu xí, xấu lắm ấy. Mà cái người mà họ giữ được giới dâm mà tâm họ thanh tịnh thì họ phát tước đẹp liền. Chứ mấy người mà họ có tiền có của, họ trang điểm, họ làm cho đẹp đẽ và tâm luôn luôn dâm tâm đang buộc họ, thì một thời gian con người này xấu như con ma le. Bảo đảm, bảo đảm, bảo đảm, bảo đảm. Trong sách kinh nói rõ mà. Rồi họ xấu đến cái mức độ là gì nữa? Họ làm lòi súc vật luôn. Gương mặt họ không ra thành con người nữa. Và họ không biết cái chuyện hổ thẹn dâm dục, cho nên thành ra thành súc vật. Đi ngoài đường không mặc quần áo. Heo bò có mặc quần áo không? Nó có quê không? Nó có hổ thẹn không? Không. Do nó làm con người nó không biết hổ thẹn. Vì nó không biết hổ thẹn cho nên thành ra nó trở thành súc vật. Đi ngoài đường không có hổ thẹn, không mặc quần áo cũng không hổ thẹn luôn. Cho nên Tổ Ông Quang mới nói là nếu vợ chồng biết kiên giữ cái chuyện ăn nằm thì hạnh phúc sẽ đến già đầu bạc răng long. Còn nếu mà cứ chung chạ nhau một thời gian, cái phước của hai người và cái sự cung kính hai người bắt đầu nó giãn lần từ từ đến lúc, và cái khinh nhờn nó từ từ là bắt đầu chia tay rồi ly thân, rồi ly dị, ở chung giống như là ở với kẻ thù. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt đỉnh. Kính nhi viễn chi, muốn cung kính lẫn nhau thì phải có cái sự khoảng cách xa. Quý vị thấy cái lúc mà những người con mà đi làm xa về thương cha mẹ như thế nào? Người chồng đi làm kiếm tiền về rồi thấy cái sự vợ chồng nó ấm áp như thế nào? Cái này có những người kể lại cho chúng tôi, chứ không phải chúng tôi biết vụ này. Để ý đi, kính nhi viễn chi. Mà hôm nay mà nghe điều này rồi mà thực sự mình không làm được thì bằng với loài cầm thú à. Không tu hành chi, đừng tu hành làm gì. Mà nếu mà nỗ lực được, nó vượt qua được những cái tâm trạng đó thì có khả năng vượt được, cái đó mới là hoa báo thôi. Chuyển nó được, mà nó thành quả báo để độ lạc rồi thì thua bó tay, không có làm gì được, không có làm gì được. Chúng tôi nghĩ là hôm nay cái cảm xúc chúng tôi nói và quý thầy, quý chú cảm nhận được cái cảm xúc của chúng tôi sau khi một cái lễ lớn, nó quá mệt, quá mệt. Mà hôm nay thấy thầy Kiến với lại là chú Đức, ông gửi sách lên và ông có hỏi là nhận được rồi phải không? Là tự nhiên cảm đến tấm lòng của chúng tôi, nó mệt chúng tôi cũng lên nói. Chứ đâu mà mới chủ nhật xong mà mới nghỉ ngày hôm qua thứ hai mà thứ ba hôm nay lên nói nổi. Nhưng mà nếu mà mình đã nghe như vậy rồi mà mình thờ ơ, mình không có làm vài bữa bỏ, mình có lỗi với người lớn, có lỗi với Phật tổ, với thầy, với bạn đồng tu, thầy Giác Nhàn nói cho mình nghe. Có lỗi lớn lắm. Mà biết sửa lỗi quay đầu thì tốt, mà không biết thì không có cơ may ngóc đầu đâu. Không có cơ may ngóc đầu. Cho nên thành ra Tổ Ông Quang mới nói là cái người mà họ kiến đại công lập đại nghiệp á, họ làm được những cái việc gọi rằng là chuyện lớn trong thiên hạ đó, thì đời trước họ phải là một người có trí tuệ và phước báu hơn người. Lắng nghe chỗ này. Nhưng mà nếu mà đời này mà họ giữ được cái giới tình dục tà dâm, mà họ giữ được cái nguyên khí đó thì họ sẽ trở thành một người siêu quần bạc tỵ và họ sẽ thành công. Vẫn quyết định là cái chuyện này. Nếu mà họ có phước báu hơn người, có trí tuệ hơn người, nhưng mà họ không giữ được cái giới này và họ lan trạ thường xuyên và giữa vợ chồng họ cũng không biết tiết giữ, thì người này trở thành con người hèn kém, không thể thành tựu được, và cái phước báu trí tuệ này là vứt đi. Ghê chưa? Ghê rồi. Ghê rồi. Trong này có nói
Vân Sao khó chỗ này. Người tu hành liễu sanh thoát tử nó còn quan trọng hơn cái người mà kiến cái đại công lập đại nghiệp sự nghiệp ngoài đời nữa. Bởi vì chư Phật của Bồ Tát thành tựu là từ cái giới này mà thành tựu mà. Từ cái giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm mà. Mà nếu một người ở chung với Phật với Bồ Tát mà mình phạm thì Phật Bồ Tát nào nhận mình về mà mình đồng cảnh giới đó mình về được không? Làm sao đồng cảnh giới đó được? Cho nên nói sâu xa nữa là mình phải biết cách để mà mình dụng công nữa. Chứ không phải nhịn đói nhịn khác cho nó thiệt đói. Con chú ở đây ông nhịn đói để cho nó khỏi khởi dục niệm. Đoạn cái phần mà ăn uống, đoạn cái thân, đoạn cái phần âm để cho không dục vọng thì cách này làm hình thức nó không bảo đảm bằng đoạn tâm. Trong kinh Tứ Thập Nữ Chương nói đoạn âm chặt nó đi cũng không bằng đoạn tâm. Không bằng. Phải biết cách để dụng công nó. Là thường niệm Quan Âm Bồ Tát, tha thiết với Ngài. Con chán sanh tử, con sợ sanh tử. Đó là những người họ quá khổ đau về cái chuyện tình cảm, tình dục và vợ chồng họ mới nói được. Còn cái người mà họ chưa lúng vô đây rồi, họ vẫn thành một cái ý niệm, họ quạt trong tư tưởng họ thành một cái bức tranh đẹp tuyệt vời. Mà bức tranh này không ngờ là trong bức tranh này nó có gai. Cũng giống như là con khỉ mà nó đến một cái gốc cây đó, nó thấy cây trên cái mũ xuống và cái mũ cây nó có cái nhựa nó êm ấy. Và nó ngồi đó nó nhúng cho nó êm chơi á mà. Không ngờ cái mũ nó xì ra cái nó dính cái khu, dính cái mông đó, xong bắt đầu là đứng dậy không được, cái lấy hai cái tay nó chống cũng dính luôn, đưa cái miệng vô nó cạp nó la cũng dính cái miệng luôn, mũ không trong đó mà. Cái ví dụ này bị dính ngũ dục hay cực kỳ. Ngũ dục giống như một cái loại mũ đó. Nhưng mà trước khi mà mình bị cái mũ đó thì mình thấy một cái lớp nhựa ở trên nó màng, mong manh, đẹp đúng không? Rờ vô một cái là phỏng tay, mũ nó dính chết. Ghê không? Đó thì mấy bà biết rồi đó, một số mấy bà lên chùa tu là coi như cũng tơi tả với ông chồng, ông quýnh, ông chửi, ông làm. Thời gian rồi nó hết cung kính với nhau rồi bắt đầu là đẩu ẩu đả với nhau rồi bỏ chia tay với nhau. Không thành công với nhau nhiều lắm. Bọn phàm phu, hai cái tư tưởng phàm phu gặp nhau mà làm sao nó không có đột phá. Nó không có coi như là gặp chướng ngại với nhau. Chỉ có Phật với Phật, Bồ Tát với Bồ Tát ở chung thì nó an vui. Các ngài là tâm thanh tịnh cho nên nó đồng cảm với nhau, gọi rằng là tịnh nghiệp với nhau. Còn nghiệp ác với nghiệp ác ở chung thì hỏi làm sao nó không có choảng nhau. Mà nếu mà người đó là ác mà người là thiện thì nó cũng còn tồn tại được. Có cái cô đó, trời ơi, bà phát tâm tu hành rất tốt và ông chồng là toàn bộ gây chướng ngại. Bà vợ ăn chay á, là ông chồng mà mua cá gì ông vứt đó, ông kêu làm cho ông ăn. Coi như bà đi phóng sanh, ông đi câu cá. Ông chơi chéo que gì hết trơn. Rồi mà có ăn chay thôi, khổ cực gì, ông biết bao nhiêu, ông gấp thịt, ông bỏ vô, ông kêu nếu ăn chay nữa là ly dị. Trời, chướng ngại mà cổ riết 3 năm bắt đầu mới qua được. Bây giờ đây là cứ mỗi ngày phóng sanh với đó 5 triệu là cổ phát tâm một nửa. 2,5 triệu là cổ mà 2,5 triệu của chùa mình. Hơn 2 tháng nay là chúng tôi tự làm. Hôm nay cô nghe chúng tôi vậy xong cô phát tâm mà cô kêu cô giấu tên, không cho người ta biết. Bà La Mật. Cho nên nếu mà mình biết tích lũy cái thọ mạng á, thì có 2 cái điều. Thứ nhất ăn chay phóng sanh, khuyên người kiên giết. Thứ hai là giữ được cái giới tà dâm này thì con người này sẽ thọ. Chắc chắn là phải thọ. Đó cái điều mà hôm nay chúng tôi nói.